Chương 1 Thai Xuyên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hồng Chính 10 năm, Việt Dương quận, Lâm Sơn huyện, Lâm Khê Thôn Ba tháng Lâm Khê Thôn ánh nắng tươi sáng, thảo trường oanh phi, nước biết róc rách, chính là đào hoa nở rộ mùa. Ngoài thôn trong đồng ruộng thôn dân đám người chính tại cần cù làm lụng, trong thôn lúc này khói bếp lượng lờ, gà chó tiếng không dứt, nhất phái điềm đạm bình hòa nông gia cảnh tượng cuối thôn cố quý sơn nhà, đình viện bên trong một danh ấu đồng đột nhiên thở dài dằn dặt. Này danh ấu đồng, vũ danh xuyên tử, đại danh cố thanh vân, hắn nhìn đình viện bên trong cây đào cùng cây mận nở rộ hoa lần nữa nhả ra một hơi, bên người choai choai tiểu hắc cẩu cũng uông uông kêu một tiếng. Cố thanh vân nhìn tiểu hắc một ánh mắt, không để ý tới nó vung được thật nhanh cái đuôi, ngồi ở băng ghế nhỏ thượng lần nữa xuất thần. Đi tới nơi này cái thời không đã 4 năm, Hắn là trong truyền thuyết thai xuyên, sinh non, mới hơn 7 tháng liền sinh ra, lấy cổ đại sinh hoạt điều kiện, có thể tưởng tượng được, hắn có thể dài như vậy đại là dường như không dễ dàng, nếu không phải hắn có thành niên tâm tử, phỏng đoán thật không sống qua đi. Lấy hắn tiêu chuẩn hiện đại tới nhìn, hắn sinh trưởng cố gia thật sự là quá nghèo. Trọng yếu nhất chính là, hắn đời này là nam. 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 Bởi vì sự tình rất trọng yếu, cho nên phải nói ba lần kiếp trước nàng phụ mẫu ở nàng ba tuổi thời điểm ly dị làm vì tha du bình nàng đi theo bà ngoại bên người ly dị lý do là nàng thân là một cái nữ hoa không thể nối dõi tông đường nàng phụ mẫu đều là địa phương thị lý đơn vị nhân lúc ấy kế hoạch sinh dục chính sách bắt được nghiêm ở không có thể sinh hai thai lại không nỡ bỏ công tác điều kiện tiên quyết cuối cùng hy sinh chỉ có nàng gia gia nãi nãi không thích nàng ba mụ cũng không muốn mang nàng này sẽ ảnh hưởng bọn họ tìm đệ nhị xuân, cuối cùng cũng không biết làm sao hiệp thương, nàng mụ vì một bút tiền nuôi dưỡng mới đáp ứng tiếp nhận, giấy ly dị một ký, nàng liền từ thị lý bị đưa đến trong thôn bà ngoại gia. Bà ngoại đối nàng cũng không tệ lắm, dẫu sao nàng chỉ có mụ mụ như vậy một cái nữ nhi, hiện tại một mình một cá nhân cư trụ, có cái ngoại tôn nữ chung một chỗ cũng có cái ký thác. Có thể nói, sống đến hai mươi mấy tuổi, nàng chỉ ở bà ngoại trên người cảm nhận được cái gì mới kêu thân tình liền như vậy từ từ lớn lên cùng phụ mẫu mỗi tháng liên hệ chỉ có kia một trương tạp lý đánh vào con số chờ nàng đến thị lý lúc học trung học mới lần đầu tiên bước vào ba mụ tân gia nàng ba mụ sau khi ly dị rất nhanh từng người lại cưới lần này hai người còn là sinh nữ nhi tin tức này lúc ấy lệnh nho nhỏ nàng cao hứng vô cùng nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ còn lại giày vò ni đáng tiếc lần này chẳng biết tại sao hai gia đình đều tiếp tục sinh hoạt đi xuống, không có tách ra. Còn nhỏ nàng đã từng rất không hiểu, bây giờ nghĩ lại, đại khái là có cảm tình đi, không tình cảm lời nói cái gì đều là mượn cớ. Mà nàng, thân là không tình cảm sản vật, hai gia nhân đều rất không thích gặp nàng, muội muội đám người cũng không có đem nàng xem như tỷ tỷ. Đại gia chung sống được rất không khoái trá, nàng không có thụ ngược khuynh hướng, sau lại cũng không một lần bước qua cửa phụ mẫu cấp nàng cung cấp tiền nuôi dưỡng chỉ đến 18 tuổi, nàng học tập rất nỗ lực, cao khảo thi đậu bản địa một khu nhà trọng điểm đại học, đại học giải quyết khoản tiền cho vay đi học, sinh hoạt phí có thể dựa vào bản thân đi làm được tới, có thể miễn cưỡng hoàn thành học nghiệp. Bà ngoại nơi đó mặc dù muốn cho nàng tiền, nhưng là nàng nơi nào nhẫn tâm muốn, nàng lớn tuổi, mỗi một tháng chỉ có mấy trăm đồng tiền tiền dưỡng lão. Khó khăn hoàn thành học nghiệp sau, tốt nghiệp một cái liền thi đậu địa phương hương trấn thượng chính phủ công chức, lúc ấy suy nghĩ có thể rời nhà gần chiếu cố bà ngoại, không nghĩ tới ngày lành mới qua mấy năm, bà ngoại ngã một cái đột nhiên qua đời, nàng làm xong tan sự sau, thương tâm quá độ, ngủ mê mang đi qua sau liền mặt danh kỳ diệu đến nơi này. May nàng ở cái đó thời không không có gì ràng buộc, khoản tiền cho vay đi học cũng còn xong rồi, tiền tiết kiệm cũng cho bà ngoại làm tan sự, chưa cho người khác chiếm tiện nghi. Không có biện pháp, nếu như nàng sau khi chết còn để lại một đại bút di sản, vậy nàng nhất định sẽ chết không nhắm mắt, nàng cũng không muốn đem đồ vật tiện nghi những thứ kia cái gọi là thân nhân. Ở bên này sinh ra sau, thân thể xương cốt yếu, nàng toàn thân đều đau, đặc biệt là đầu, lúc ấy nàng còn sót lại một ít kiếp trước ký ức, cho nên ăn đồ vật tới đặc biệt ngoan ngoãn, vô luận là nãy còn là dược đều chiếu nuốt không lầm, chỉ thỉnh thoảng yếu ớt khóc mấy tiếng, trang một chút anh ấu nhi hành vi liền như vậy, nàng vừa được 4 tuổi. Học tập lại ngôn ngữ sau, Cố Thanh Vân vẫn là không có sờ rõ bây giờ là cái nào triều đại nào cái địa phương, chỉ lưu tâm đại gia gia Cố Bá Sơn đã từng nói bây giờ là Hồng Chính 10 năm, nơi này là Việt Dương quận Lâm Sơn huyện Lâm Khê Thôn, khác cũng không biết. Lâm Khê Thôn là một cái y sơn bàn thủy địa phương tốt, trong thôn chỉ có ba mươi mấy hộ nhân gia, hơn hai trăm nhân, nơi này địa vực hẻo lánh, hẳn là ở phía nam, cụ thể sau này tài năng từ từ hỏi thăm. Lâm Khê Thôn không phải cùng họ cư trụ, là do cố, miêu, lý tam gia họ lớn hỗn hợp mà ở, đều là từ vùng khác dời tới. Mười mấy năm trước, Giang Nam gặp phải trăm năm khó gặp hồng thủy, trụng tốt bị chiếm đoạt, phòng ốc sụp đổ vô số, bách tính cùng súc vật bị im, đại tai sau này có đại dịch, sống sót nhân thì càng thiếu, lúc ấy có thể nói được thượng là mười phòng chính không, đại gia đều chạy nạn đi này tràng đại thủy trực tiếp đem một cái triều đại cấp chôn vùi, tân kiến hoàng triều mới 10 năm, hiện tại mới vừa khôi phục một chút nguyên khí. Lúc ấy triều đình khích lệ bách tính ở Lâm Sơn huyện khai hoang định cư, còn có điều kiện ưu đãi 3 năm miễn thuế, thứ tư, 5 năm nửa thuế, sau mới bình thường giao thuế. Căn cứ Gia Gia nói lúc ấy của bọn họ Gia Hương đã bị hồng thủy cùng đất đá trôi chìm ngập, dứt khoát liền hưởng ứng triều đình hiệu triệu, trực tiếp ở Tân Thành Lập Lâm Khê Thôn An định xuống. Gia Gia ca ca cố bá Sơn là đồng sinh, trực tiếp được bổ nhiệm làm thôn trưởng, đây cũng là cố gia không có kêu muốn hồi hương một trong những lý do. Vì vậy, ở bản địa an cư xuống sau, cố gia trải qua một loạt xây phòng, khai hoang, mua điền, tài sản còn dư lại không có mấy, ngày qua được túng quẩn, may bổn triều tân lập, bây giờ là khích lệ nông tan, nhẹ lao dịch mỏng thuế má, đại gia ngày còn miễn cưỡng không khó khăn lắm. Cố Thanh Vân vừa mới bắt đầu biến thành nam, còn cảm thấy sống không bằng chết, mặc dù kiếp trước không hiểu chuyện thời điểm còn hận qua bản thân tại sao không phải nam hài, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ có một ngày thật sẽ biến thành nam hài. Bất quá từ khi có một lần nàng thấy bổn thôn một cái tiểu nữ hài bị người nhà bán cho nhân nha tử, nàng phụ mẫu ở một bên cười đếm tiền sau, Cố Thanh Vân liền không rét mà run. May bản thân là nam hài, thông thường mà nói, nam hài tổng sẽ không bị bán muốn bán cũng sẽ không là đệ nhất cái hắn âm thầm vui mừng ở này cái cùng cổ đại tương tự triều đại cố thanh vân một chút cảm giác an toàn cũng không có hắn vốn là còn một cái đại hắn một tuổi ca ca bởi vì một tràng phong hàng liền đi hắn mẫu thân bởi vì thương tâm đi bộ không chú ý ngã một cái sau sinh non đại phu nói sau này cũng rất khó tái sinh dục may hắn là nam hài bằng không cái nhà này chỉ định không còn hình dáng Hắn nhà bây giờ là ba đời cùng ở, chủ hộ là gia gia Cố Quý Sơn, năm nay 47 tuổi, nông phu kim chức thợ mộc, thỉnh thoảng có nhất định khoản thu nhập thêm thu nhập. Nãi nãi lão Trần Thị, 46 tuổi, đanh đá giỏi giang, ở trong nhà trừ gia gia, đám người còn lại đều phải nghe nàng an bài. Nhị lão sinh ba trai một gái, tiểu nhi tử còn chưa có lập gia đình cũng bởi vì ôn dịch qua đời, nữ nhi lấy chồng sau bởi vì chạy nạn hiện tại cũng không biết tung tích còn không có liên hệ. Hiện tại chỉ có hai cái nhi tử ở bên người, đại nhi tử là Cố Thanh Vân hắn cha Cố Đại Hà, năm nay 26 tuổi, thú thê tiểu Trần Thị, sinh hai nữ một trai. Nhị nhi tử Cố Nhị Hà, năm nay 20 tuổi, thú thê Lý Thị, sinh một nữ, hiện tại Lý Thị chính tại mang thai trung, đã ba tháng. Cho nên ở tôn tử đồng lứa, Cố Thanh Vân chính là duy nhất nam hài, hắn ở trong nhà địa vị có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là gia gia nải nải cùng cha nương bảo bối ngật đáp. Kỳ thực, cố thanh vân sinh non xuống sau, bởi vì thân thể xương cốt không hảo, tốn không ít tiền, mấy độ phát sốt đều thiếu chút nữa bỏ mạng, cho dù hắn một mực rất nỗ lực bảo trọng thân thể, có thể gia cảnh liền bày tại nơi này, dược đều thiếu chút nữa không ăn nổi, may đại gia gia cố bá sơn mượn tiền cho hắn xem bệnh. Trung gian Cố Thanh Vân thiếu chút nữa bị gia gia nải nải buông tha. Bởi vì hắn một tuổi thời điểm, nhị thúc sinh một so hắn mạnh khỏe rất nhiều nhi tử, lúc ấy gia gia nải nải trọng tâm liền chuyển tới đường đệ nơi đó, tốn ở hắn nơi này tiền bạc liền ít đi. May hắn còn có một cái hảo cha nương, may hắn nương không thể sinh, đối với trong nhà duy nhất một căn độc miêu, cố đại hà phu phụ nhìn cùng trong mắt tựa như, cố đại hà vừa có rảnh liền đến trấn trên làm công ngắn hạn, tiểu trần thị liều mạng ở nhà dệt vải, kiếm được tiền bạc đều cho hắn mua thuốc ăn trong nhà vốn là kiếm tiền bạc nộp công quỹ, nhưng đối với cố đại hà hai vợ chồng hành vi, gia gia cố quý sơn mở một con mắt nhắm một con mắt, không nói chuyện, trong nhà cũng không nhắc lại. Cố Thanh Vân Phi thường quý trọng bản thân mạng nhỏ, cho dù cái này triều đại có này dạng như vậy không hảo, hắn cũng muốn hảo hảo sống đi xuống, hiếm có như vậy cơ duyên có thể sống lại, có thể ở ba tuổi thời điểm toàn bộ nhớ lại kiếp trước ký ức, hắn nhất định phải biết quý trọng, bảo trọng bản thân mạng nhỏ đặc biệt là hắn tiểu đường đệ ở một năm trước đi bà ngoại gia một không cẩn thận nhiễm bệnh trở lại còn là không trị mà chết sau hắn liền thắc sâu lĩnh ngộ một cái đạo lý quản hắn là nam hay nữ sống được lâu mới có thể có hết thảy ai yêu gia gia tiểu ngoan tôn nga làm sao ngồi ở này bên ngoài trúng gió làm thế nào đang trầm tư ni liền nghe được gia gia thanh âm quen thuộc truyền tới bản thân tiểu thân thể cũng bị cử cao lên đầu nhập một cái tràn đầy mùi mồ hôi ôm ấp gia gia ngươi trở lại cố thanh vân kinh hỉ kêu thành tiếng bẹp một chút hôn ở hắn gia gia tràn đầy nếp nhăn trên mặt nải thanh nải khí nói gia gia xuyên tử hảo tưởng ngươi ngươi làm sao bây giờ mới trở về nha gia gia đi trong ruộng nhổ cỏ a à, xuyên tử hôm nay làm cái gì nha cố quý sơn một bên ôm hắn một bên hướng gian nhà chính đi cho gà ăn, ăn cơm. Cố Thanh Vân trả lời, thấy phía sau còn có một đám nhân, liền từng cái chào hỏi, nải nãy, cha, nương, nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi trở lại. Bị gọi tới nhân đều lộ ra tiếu dung. Đến gian nhà chính sau, Cố Thanh Vân bị bỏ xuống, còn bị trêu chọc nói chuyện, người khác liền đến sân giếng nước nơi đó rửa sạch sẽ trên người bùn đất. Một thân mùi mồ hôi bùn đất, ngươi liền dám ôm ta tiểu ngoan tôn, nhanh đi rửa sạch sẽ nãy nãy lão Trần Thị một phen đem cố quý sơn đẩy ra, bản thân thì ngồi sổn xuống ôm nhu hỏi, xuyên tử, sáng sớm hôm nay đứng lên ngươi đại tỷ cấp ngươi làm canh trứng gà ăn không? Ăn, đều ăn quang. Cố Thanh Vân trịnh trọng gật gật đầu, đây là hắn bổ sung dinh dưỡng chủ yếu nguồn ni, đương nhiên muốn ăn xong rồi. Chương 2 Tính toán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hảo hảo hảo, có thể ăn liền hảo, chúng ta xuyên tử là cái có phúc. Nãy nãy lão Trần Thị sờ sờ hắn đầu, mặt đầy hiền hòa. Cố Thanh Vân cố làm u mê gật gật đầu. Trong nhà chỉ có hắn mỗi ngày buổi sáng có thể ăn một chén trứng gà canh, đây là cấp hắn bổ sung dinh dưỡng. Da, nãy, ăn cơm. Ngay tại lúc này, chín tuổi đại nha thanh âm thanh thúy truyền tới, nàng tướng mạo thanh tú, sắc mặt hơi hơi phát hoàng. Kỳ thực không chỉ là nàng, trong thôn nhân đều là như vậy, xanh sao vàng vọt. Cố Thanh Vân tới nơi này sau mới phát hiện trước kia nhìn tivi, bên trong nhân rất nhiều đều là ăn mặc trường sam hoặc váy dài, có thể hắn hiện tại nhìn thấy đều là ăn mặc quần và áo ngắn vải thô lão bách tính, nếu không phải y phục dạng thức bất đồng, hắn đều cảm thấy cùng hiện đại không sai biệt lắm, nữ tử áo váy cũng không có kéo dài ở đất, chỉ mới vừa che mặt dày, đi bộ lúc sẽ còn lộ ra dày dạng thức. Ở hắn xem ra, lão bách tính muốn thường xuyên ra đồng làm việc, ăn mặc rộng lớn y bào rất không phương tiện, sở dĩ loại này ngắn, hẹp y sam hẳn là lao động nhân dân dành riêng, với lại đều là vải bố dệt thành. Ở cố gia, dệt vải cũng là gia đình trọng yếu thu vào chi nhất. Vải bố ưu điểm là cường độ cực cao, hút ướt, dẫn nhiệt, thấu khí tính quá mức dai, khuyết điểm chính là mặc vào không lắm thoải mái, mặt ngoài tương đối thô ráp, cứng nhắc. Các đại nhân đều là xuyên ma y, chỉ có tiểu hài, đặc biệt là cố thanh vân có thể mặc càng mềm mại vải bông ba vị tỷ muội đều là chỉ có bên trong xuyên vải bông bên ngoài váy còn là vải bố làm thành trong thôn duy nhất mặt trường sam chính là đại gia gia cố bá sơn đại gia rửa tay chân xong sau liền vây quanh một chiếc bàn dài ngồi mỗi cá nhân trước mặt đều có hai cái tô một cái chuẩn bị đựng thức ăn một cái là chứa cơm lúc này tiểu trần thị cùng đại tỷ đại nha liền ôm ba cái có chậu rửa mặt như vậy đại chậu đi ra nơi này mặt chính là cơm khoai lang, cải xanh cùng rau dại hỗn hợp, nước nấu lương. Lão Trần Thị nhẹ cụ một tiếng, cầm muỗng lên bắt đầu chia thức ăn. Đúng vậy, cố gia chính là phân bữa ăn chế, theo Lão Trần Thị chuyện nói, mọi người cùng nhau ăn lời nói đều sẽ ông vỡ tổ kẹp thức ăn, ngươi tranh ta cướp, hiện ra rất không có giáo dưỡng. Chia xong thức ăn sau, ngươi yêu làm sao ăn liền làm sao ăn. Ở Cố Thanh Vân xem ra, hắn nãy nãy hẳn là hưởng thụ cái loại đó nắm đại quyền cảm giác, nghe lời liền cho nhiều điểm, không nghe lời liền cấp ít một chút. Đương nhiên, đại đa số tình huống hạ, đều là gia gia, cha, nhị thúc ba cái chủ yếu sức lao động thức ăn là nhiều nhất tốt nhất, nữ quyến liền thiếu rất nhiều, đặc biệt là ba cái tỉ muội thì càng thiếu, chỉ vừa đủ ăn no. Chia xong thức ăn sau, đại gia bắt đầu từ từ ăn, lúc này, cố thanh vân trong chén sẽ có cha nương kẹp tới thịt lương. Ba ba, nương thân, bản thân ăn, các ngươi khổ cực, ta không khổ cực. Cố Thanh Vân lắc lắc đầu, dùng tiểu tay ngăn trở miệng chén. Kỳ thực, hắn trong chén nhỏ cũng là lương chiếm đa số, cơ hồ không có bao nhiêu cải xanh. Đây là hắn nãi đối hắn thiên vị. Ta thích ăn cải xanh, cấp ta cải xanh liền có thể. Bây giờ là ba tháng không phải thời điểm giáp hạt, cải xanh còn không có trường hảo, trong thôn nhân đều là cùng rau dại cùng nhau hỗn hợp ăn, có quyết thái cùng tề thái, trao dạy mặc dù làm được cảm giác không hảo, nhưng dinh dưỡng rất phong phú. Đại gia một phó, này tiểu hài làm sao như vậy hiểu chuyện a à, vui mừng yên tâm vẽ mặt. Cố Thanh Vân đại đa số tình huống hạ đều sẽ không nhận thụ gia gia nải nải cùng cha nương tặng, thật sự là bọn họ làm việc nhiều, vạn nhất ăn không đủ no làm việc mệt mỏi ra bệnh, hắn làm thế nào? Ở trong cái nhà này, ở hắn còn không có lớn lên trước, hắn có thể dựa vào chính là bọn họ đến nỗi ba vị tỷ muội thỉnh thoảng quăng tới hâm mộ ánh mắt, Cố Thanh Vân liền co nhẹ. Cơm nước xong sau, lão Trần Thị liền tuyên bố nhị thẩm lý thị buổi chiều không cần đi trong ruộng làm việc, lưu tại trong nhà nấu cơm liền hành. Người khác cũng không có ý kiến, dẫu sao lý thị đã mang thai ba tháng, lần này mang thai không phải rất hảo, hôm nay nhổ cỏ lúc không lưng liền không thoải mái. Mới vừa ăn cơm no, làm nửa ngày sống, đại gia đều sẽ trở về bản thân trong phòng nghỉ một lát. Lâm Khê Thôn là bảy núi một nước hai phân điền, ruộng nước thiếu, núi nhiều, đất hoang nhiều, những thứ kia đất hoang đều bị chút viên đá, cỏ dại che lấp, sở dĩ đại gia phân đất nền nhà cũng đại, trong thôn hiện tại nhân khẩu lại thiếu, sở dĩ mỗi gia mỗi hộ chiếm diện tích đều thật lớn. Cố gia cũng không ngoại lệ. Toàn bộ nông gia tiểu viện là tọa Bắc Triều Nam, phân có trước sau viện, đều là dùng hàng rào tre làm thành, còn vây quanh loại một vòng cẩu kỹ cây, cây hoa kim ngân, còn có địa phương một loại cây có gai cây, cây có gai trên cây lá cây cùng vỏ cây đều là gai, có thể hiệu quả ngăn cản súc vật, hậu viện bởi vì đến gần núi, liền nhiều vây một vòng một chế hàng rào, lại loại một vòng địa phương lục trúc. Cửa tiểu viện hướng về phía chính phòng có ba gian, bên trái là gia gia nải nải chỗ ở, còn cách một cái tiểu phòng làm nhà kho, trung gian là gian nhà chính, là đại khách cùng ăn cơm địa phương, bên phải là phòng bếp xung quanh sương phòng chính là cố đại hà cùng cố nhị hà chỗ ở, đều là ba gian tiểu phòng tử. Căn nhà đều là bùng ngói phòng, vốn là nóc nhà là cỏ tranh, từ khi một năm trước cố thanh vân thân thể không lại cần phải uống thuốc sau, trong nhà liền tồn tiền đem nóc nhà tranh đổi thành mảnh ngói, cứ như vậy trời mưa cũng sẽ không thường xuyên bị dột, cả tòa nông gia tiểu viện xem ra cũng quy chỉnh không ít. Căn cứ cố thanh vân phỏng đoán, chỉnh tòa viện tử chiếm diện tích có 7800 800 thước vuông cố gia nhân rất là cần mẫn giỏi giang, hậu viện là nhà xí, hố phân, chuồng heo, lồng gà, vườn rau, tiền viện liền loại nho, cây hồng, cây đào, cây mận, cây táo các loại có thể kết quả cây ăn trái, đều là từ trên núi dời trồng xuống, nhiều năm qua, cần nghĩ ăn trái cây cũng chỉ có thể trông chờ trong sân cây ăn trái tranh khí. Hiện tại cây ăn trái đều lớn lên, hàng năm còn có thể cầm đến trấn trên bán, ít nhiều có chút thu nhập. Chỗ ở không có mâu thuẫn, ly được khá xa sở dĩ đại gia có thể nói chút lặng lẽ lời nói lúc này cố thanh vân vẫn cùng phụ mẫu ngủ chung một chỗ hắn đại tỷ đại nha cùng nhị tỷ nhị nha ở tại cách vách hừ nương chính là thiên vị đệ muội ta hoài xuyên tử lúc còn một mực ra đồng làm việc ni đại nha thiếu chút nữa thì sinh ở trên bờ ruộng hiện tại mới ba tháng còn không có hiển hoài liền nói làm không được việc thật kiều quý như vậy lời nói gã cho nhà chúng ta làm gì sẽ không gã đến trong trấn tiểu trần thị trở về phòng sau liền bắt đầu tức giận bất bình nhị thẩm lý thị là cách vách thôn nhà mẹ đẻ có bốn huynh đệ duy chỉ có nàng một cái nữ nhi là bốn năm trước vào cửa bởi vì có nhà mẹ đẻ có của hồi môn vừa bắt đầu vẫn cùng tiểu trần thị đối đầu tiểu trần thị là lão trần thị bà con xa chất nữ quan hệ cũng không phải rất thân gần nhưng tiểu trần thị gã qua tới sau lúc ấy chỉ có nàng một cái nhi tức phụ còn là qua một đoạn bà tức chơi thân ngày, có thể từ khi Lý Thị vào cửa sau liền không giống nhau. Đặc biệt là ở Cố Thanh Vân đại ca chết yểu, Cố Thanh Vân thân thể không hảo lúc, cho dù lão Trần Thị ngoài mặt là một chén nước đoan bình, nhưng tiểu Trần Thị còn là cảm thấy cha mẹ chồng càng thiên hướng nhị phòng. Tiểu Trần Thị cùng lão Trần Thị nhà mẹ đẻ đều không tại bản địa, lúc ấy chạy nạn lúc cũng thất tán, bây giờ còn chưa có thể liên hệ. Nương đây cũng là vì tôn tử. Cố Đại Hà đem chính tại trong phòng nhiễu vòng vòng Nhi Tử bắt lại, chuẩn bị đem hắn đặt ở trong giường nhỏ đi ngủ. Cố Thanh Vân phiền muộn, hắn rõ ràng chính tại bữa cơm sau tản bộ có tốt hay không? Tôn Tử, Tôn Tử, hừ, ai biết nhất định có thể sinh Tôn Tử? Nếu không phải đệ muội năm ấy trở về nhà mẹ để phi muốn mang theo Nhi Tử trở về, còn nhiễm bệnh không trị, ngươi nhìn đi, hiện tại cố gia nào có chúng ta này một phòng chỗ đứng? Ta vừa nghĩ tới năm ấy mùa đông xuyên tử cùng nhị oa tử đồng thời phát sốt, nương cùng đệ muội kiên trì muốn đại phu trước cấp nhị oa tử xem bệnh ta liền lòng nguội lạnh, rõ ràng chúng ta xuyên tử so nhị oa tử bệnh được còn nghiêm trọng hơn. Hừ, không chính là nhìn chúng ta xuyên tử thân thể xương cốt yếu sao? Kết quả hiện tại sống sót còn là xuyên tử. Nhị oa tử chính là nhị phòng chết yểu nhi tử. Hảo, ngươi đừng ở hài tử trước mặt nói những thứ này. Cố đại hà nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh nhi tử liền nhức đầu, bận rộn dặn dò, nhi tử, ngươi nương nói lời nói chớ nói ra ngoài. Cố thanh vân mảnh gật đầu, tiểu tay che miệng nhỏ giọng nói. Ta ai cũng không nói, gia nãi cũng không nói, ta biết cha nương là hiểu rõ nhất ta. Ta nhi tử chính là thông minh. Tiểu trần thị rất là vui mừng yên tâm, ông hắn đạo, ở bên ngoài ngươi liền cùng ngươi gia gia nãi nãi thân cận điểm, nhưng không muốn cái gì đều nói ra cố thanh vân gật gật đầu đệ đệ ngươi thoạt nhìn là hàm hậu thành thực có thể cuối cùng cũng không không ý kiến sao đại phu còn nói nếu không phải hắn tới sớm một chút xuyên tử liền không cứu lại được lúc ấy đại phu còn là ngươi đi cổng trở về ni tiểu trần thị hạ kết luận dù sao ta chỉ hy vọng đệ muội lần này tốt nhất sinh cái nữ nhi cố đại hà thắng khẩu khí cái này cũng không phải là do bọn họ nói tính xuyên tử hắn cha ta tưởng rồi tưởng, vì xuyên tử sau này qua được hảo một điểm, còn là phải dùng chút thủ đoạn. Tiểu Trần thị đột nhiên nhỏ giọng nói, thấy Cố Thanh Vân đã nằm ở trên giường nhỏ nhắm mắt lại, liền cấp hắn đắp lên chăn nhỏ, hiện tại còn là tháng 3, thời tiết còn có chút giá rét. Thủ đoạn gì? Ngươi cảm thấy chúng ta xuyên tử như thế nào? Hắn rất thông minh, ngươi giáo hắn viết bản thân danh tự, bao lâu hắn đều không quên, bình thường học đếm đếm cũng rất nhanh đại nha đều không hắn nhớ được mau. Cố gia tại Tiền Triêu là cái tiểu địa chủ, có 200 mẫu đất, lúc ấy vì cung dưỡng cố bá Sơn đọc sách liền bán 100 mẫu, vì lớn nhất hạng độ chiếm tiện nghi, lúc ấy cố bá Sơn tại trong học đường học sau liền trở lại dạy cho đệ đệ, sở dĩ cố quý Sơn là hiểu một điểm chữ, hắn sinh nhi tử sau cũng đem bản thân nhớ tự dạy cho hai cái nhi tử. Sở dĩ cố đại hà cũng sẽ viết mấy chục chữ thường dùng, ở cố thanh vân cố ý dẫn dụ, cũng đem bản thân biết chữ dạy cho hắn. Hiện tại Tiểu Trần thị nói một chút, Cố Đại Hà liền nhớ lại, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta xuyên tử thông minh, ta giáo hắn chữ viết hắn đều nhớ được. Xuyên tử thân thể xương cốt yếu, hiện tại mặc dù nhìn thật tốt, có thể ngươi nhìn, cùng khác cùng tuổi tiểu hài so sánh, còn là tiểu một vòng, ta sợ hắn tương lai làm không được việc đồng án làm thế nào? Đến lúc chúng ta lão, còn có thể giúp hắn bao lâu?" hiện tại, ta suy nghĩ một chút, chúng ta khiến hắn đi đọc sách như thế nào? Không cần ra đồng làm việc nhiều thoải mái, ngươi nhìn đại bá, tiền triều lúc luôn thi không đậu, kết quả tân triều tân lập, hắn như vậy đại niên kỹ đi một lần khảo, vậy mà cấp hắn khảo cái đồng sinh trở lại, còn làm thôn trưởng, hiện tại, còn nghĩ đi khảo tú tài ni. Tiểu Trần Thị rất thanh tĩnh, ở trong cái nhà này, nàng là hy vọng nhất nhi tử hảo. Nàng sau này không thể sinh, nếu như không phải là xuyên tử, khả năng hiện tại đã sớm bị hưu, cho dù nàng tướng công đứng ở nàng bên này thì như thế nào? Chỉ cần cha mẹ chồng kiên trì, hắn một ngày nào đó cũng sẽ thỏa hiệp. Rốt cuộc không có nghi tử nối giỏi tông đường, mỗi một nam nhân đều không thể dễ dàng tha thứ. Nàng phải nghĩ biện pháp vì nhi tử tính toán tính toán. Chương 3 Thu nhập Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com cố đại hà trầm mặt không nói. đương gia, ngươi nói mau a. À. tiểu trần thị lấy cùi chỏ thống thống hắn. chúng ta không có tiền a. À, năm đó ngươi cũng không phải không biết, đại bá đọc sách tốn bao nhiêu tiền. vốn là trong nhà ngày qua thật hảo hảo, mấy ngày có thể gặp một lần thức ăn mặn. về sau vì đại bá đọc sách bán như vậy nhiều đất đai, cha và nương đều rất có ý kiến, cho nên gia gia vừa qua đời liền lập tức phân gia hiện tại ngươi khiến công gia bỏ tiền đưa xuyên tử đi học, ta sợ cha nương không đồng ý, lại nói, còn có đệ đệ ni, hắn có thể hay không cũng có ý kiến. Cố đại hà cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn nhi tử đơn bạc tiểu thân thể, trắng noãn gương mặt mang theo một tia đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn vi trương, ngực hơi hơi phập phồng, đang ngủ say. Nhớ tới nhi tử trong ngày thường ngôn hành cử chỉ, cùng trong thôn những thứ kia bẩn hề hề bùng hầu nhi hoàn toàn không giống nhau hắn cũng không cam tâm bản thân nhi tử sau này lớn lên sau chỉ có thể làm một cái nông phu cùng hắn như nhau mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời bận rộn từ đầu năm đến cuối năm làm từ sớm đến tối hắn cũng hy vọng nhi tử đọc sách nhi tử đếm đến như vậy hảo sau này không thể khảo khoa cử có phải hay không cũng có thể ở trấn trên làm một cái phòng thu chi hắn ở trấn trên làm làm công ngắn hạn thời điểm liền thấy qua phòng thu chi thể lực sống không cần làm còn có trà nóng cùng điểm tâm phụng lên không giống mấy người bọn họ làm việc, mồ hôi đều chảy mấy cân, một ngụm nước đều không có thể uống lên. Đương gia, ta hỏi lại một chút ngươi, chúng ta cứ như vậy một cái nhi tử, sau này ngươi lớn tuổi, triều đình chinh lao dịch thời điểm ta nhi tử có thể làm được những công việc kia sao? Tiểu Trần Thị thấy tướng công có chút do dự, liền bận rộn cổ động đạo, hắn thân thể không hảo, đây không phải là muốn hắn bệnh sao? Chúng ta có thể cứ như vậy một cái nhi tử, sau này nhị đệ sinh lại nhiều hơn nhi tử, đó cũng không phải là chúng ta thân sinh cốt nhục a." À. Cố Đại Hà lại là ngẩn ra. "Đúng vậy, hiện tại Tân triều thuế má so tiền triều thiếu nhiều, không cần giao cái gì phức tạp danh mục, loạn thất bát tao thuế, bọn họ làm ruộng chỉ phải dựa theo số mẫu giao ba thành thuế nông nghiệp liền hành, nhưng là nhân khẩu phải giao phú vẫn phải có, ba tuổi trở lên, mỗi người hàng năm muốn giao 100 văn tiền, bất luận nam nữ." hiện tại toàn gia liền cần 900 văn, sang năm nhị đệ nữ nhi tam nha liền đầy 3 tuổi, đến lúc liền cần giao một lượng bạc. Đây là cố định phải giao, sau này người trong nhà miệng càng ngày càng nhiều, cũng chỉ sẽ càng giao càng nhiều. Trong nhà hiện tại hàng năm cố định thu nhập phỏng đoán chỉ có 3, 4 lượng đi. Trừ cái này ra, trong nhà hàng năm còn cần ra một danh nam đinh đến triều đình chỉ định địa điểm phục lao dịch, hàng năm yêu cầu phục 20 ngày lao dịch, đây đều là làm không công, không có bồi thường, việc lại nặng, không phải tráng sức lao động lời nói, trở lại sau đều sẽ bệnh nặng một trận. Bản thân nhi tử tiểu thân thể có thể chịu được sao? Chỉ cần ta nhi tử thi đậu tú tài, cũng không cần giao thuế, không cần phục lao dịch, còn có thể miễn trừ 30 mẫu đất thuế, nhi tử thông minh như vậy, ta cho rằng hắn nhất định có thể thi đậu. Tiểu Trần Thị Ngữ Khí là như chém đinh chặt sắt. Cố Đại Hà suy nghĩ một chút nhi tử bình thường hành vi cũng tán đồng gật gật đầu, vừa nghĩ tới bản thân nhi tử trở thành tú tài công liền lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn lão cố gia còn không có ra quá tú tài ni. Nhị đệ ý kiến căn bản cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là cha và nương, chỉ cần bọn họ đồng ý, hết thảy đều không là vấn đề. Tiểu Trần Thị ngữ khí rất là lãnh tĩnh, nàng tiếp tục nói, ta biết nương trong ngày thường không thích đại bá, cũng không thích các ngươi đọc sách viết chữ, chỉ sợ các ngươi đem nhà cấp bại hư, có thể ta cho rằng chỉ cần tưởng tốt phương pháp cải biến nương ý tưởng liền có thể, đến lúc chúng ta không cần làm gì, nương cũng sẽ an bài hảo. Nàng đến gần cố đại hà bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Trên giường nhỏ giả vờ ngủ cố thanh vân duỗi thẳng lỗ tai cũng không nghe được là cái gì. Bất quá hắn vẫn là rất hưng phấn, không ủng công hắn bình thường đối nương hắn ám chỉ từ khi một năm trước hắn thân thể thật tốt sau, hắn mới có tinh lực cân nhắc bản thân sau này nên làm một nghề nào. Xem qua người trong nhà làm việc khổ cực sau, hắn một chút cũng không tưởng làm ruộng. Kiếp trước hắn cũng là nông thôn lớn lên, lúc ấy có tạp giao lúa nước, có phân bón, một mẫu ruộng nước căn cứ tình huống bất đồng có thể thu hoạch hơn ngàn cân thậm chí hai ngàn cân hạt thóc, liền như vậy, trong thôn cũng không có nghe nói có nhân làm ruộng có thể phát gia trí phú. Hiện tại ở Lâm Khê Thôn, một mẫu đất bình quân sản xuất 3 thạch hạt thóc, cũng chính là 180 cân tả hữu. Cố gia ruộng lúa chiếu cố rất tinh tế, phân bón cũng hạ đầy đủ, liền có 250 cân. Nhà bọn họ phân ruộng nước có 10 mẫu, có thể thu hoạch 2.500 cân, lúa chim 3 văn tiền 1 cân, nếu như đều bán đi lời nói có thể được 7. Năm lượng tả hữu Lúa nước 1 năm 2 mùa, lúa mùa cảm giác tốt hơn về giá cả thăng làm 4 văn tiền một cân, có thể được 10 lượng. Thu hoàng lúa mùa sau, liền cần bắt đầu ở trong ruộng nước loại khoai tây, đến năm sau đầu tháng 3, liền nhất định phải thu, bởi vì cắm mạ thời điểm đến, không thể trở ngại lúa nước trồng trọt. Vào lúc này, khoai tây còn không phải là đặc biệt lớn, không phải thành thục thời kỳ cao nhất, với lại khoai tây giá cả thấp, một văn tiền một cân, mỗi mẫu có thể thu hoạch 500 800 cân tả hữu, cố gia có thể thu 600 cân, hàng năm còn muốn chừa lại một mẫu đất loại củ cà rốt cùng rau cải trắng, chỉ có 9 mẫu có thể dùng, cái này thì thu nhập năm 4 lượng bạc. Trong nhà còn có 8 mẫu ruộng cạn, cũng chỉ có thể trồng trọt ngô hoặc khoai lang, hai người sản lượng là khoai lang hơi thắng một cấp, mỗi mẫu cũng là chỉ có 600 cân tả hữu, giá cả cũng rất thấp, một văn tiền một cân đều bán đi lời nói, có thể được 4. 8 lượng bạc thu nhập. Ruộng cạn không thể hàng năm đều loại khoai lang, còn phải thay phiên loại khác, tỉ như đậu nành các loại, có thể mập đất. Đây chính là đồng ruộng thu nhập, tổng cộng có 27. 7 lượng bạc. Hơn nữa trong nhà dệt vải, người khác tìm gia gia đi làm thợ một công việc tiền, cha và nhị thúc làm công ngắn hạn thu nhập, toàn bộ cố gia 10 nhân khẩu một năm có tối đa 35 lượng bạc. Bạc này còn muốn dùng để giao thuế, ba thành thuế nông nghiệp chỉ thu hạt thóc cùng tiểu mạch, bản địa là thu hạt thóc, khác khoai lang và khoai tây là không thu, khi 10 mẫu ruộng nước chiết thành ngân lượng liền yêu cầu giao lên năm. 3 lượng Ruộng cạn chỉ cần nộp lên mỗi mẫu hàng năm 200 văn tiền thuế nông nghiệp, cộng lại chính là một 6 lượng tả hữu Cho nên ở cố gia hàng năm tổng thu nhập liền có không sai biệt lắm 28 lượng bạc. Ở trong hồng lâu mộng, tác giả đã từng nói 24 lượng tiểu hộ có thể qua một năm. Mà ở Lâm Khê Thôn, mỗi người hàng năm ít nhất phải tiêu hai lượng bạc, cho nên hàng năm cũng chỉ còn lại có 8 lượng. Nhưng là, Cố Thanh Vân còn không có tính toán mầm móng giá thành ni, giảm đi nhân khẩu thuế má cùng hạt giống phí, trong nhà tối đa chỉ có 5-6 lượng thu nhập. Đây không phải là thường lý tưởng trạng thái, còn phải lão thiên gia mở mắt, đều là mưa thuận gió hòa hảo năm tiết, vạn nhất có cái bất ngờ, thì sẽ giảm thiểu thu nhập. Từ khi Cố Thanh Vân tính ra nhà mình thu nhập sau, hắn liền cảm thấy làm ruộng thật không tiền đồ, sau này hắn loại cả đời đều không thể phát gia trí phú. Dẫu sao hiện tại đều có khoai tây, khoai lang và ngô, những thứ này ở hiện đại đều là cao sản lượng cây trồng, nhưng là tại nơi này, phân bón chỉ có thể dựa vào người và heo kéo ra ngoài, phân bón quá ít, căn bản cũng không đủ mập điền, còn muốn từ trấn trên hoặc trong thôn nhà người khác mua, đây cũng là một bút chi ra. Lại nói, những thứ này cây trồng hạt giống cũng không có trải qua cải thiện, sản lượng khẳng định không so với hiện đại cao, có thể lên 600 cân đã là được mùa, còn phải cày sâu quất bẩm, rất hao tổn nhân lực, trong thôn nhân hàng năm còn phải phối hợp một chút rau dại và nhà mình trồng cải xanh, có thể miễn cưỡng no bụng. Ở cổ đại, sĩ nông công thương, cấp bậc rõ ràng, nhưng là chỉ cần sống được hảo, buôn bán hắn cũng không ngại, dù sao có tiền A à, nhưng là hắn lại muốn, mỗi triều mỗi đại, có tiền thương nhân đều là đợi làm thịt heo mập, bị nhân cắt một lứa lại một tra, đích xác không cảm giác an toàn, địa vị quá thấp. Còn nhất định phải cho bản thân tìm một tháo sơn, bằng không cửa nát nhà tan cũng là có thể. Chủ yếu nhất là, hắn không nghĩ ra bản thân nên như thế nào buôn bán, nên làm sao phát tài. Hiện tại liền khoai tây, ngô cùng khoai lang đều có, nội tạng heo trong thôn nhân rất thích ăn, đi chậm một chút đều rất khó mua được trong sông cùng trong mương lương trạch cùng cá ít nhất là món ăn mặn, cho dù phí dầu có mùi tanh, còn nhiều là thôn dân đi tìm tới ăn. Chạy nạn thời điểm đất quan âm đều ăn, rễ cây cũng bới, càng đừng nhắc tới trong sông đồ vật. Hiện tại trong thôn sông nhỏ, ngày ngày có tiểu mau hài ở bắt cá ăn. Khác, có thể để cho hắn buôn bán phát tài, nhất thời hồi lâu, hắn thật không nghĩ ra. Đến nỗi công, hắn gia gia chính là thợ mộc, có thể ở hương thôn, đại đa số nam nhân đều biết một chút thợ một sống làm cái ghế gì đó bản thân làm liền hành dù sao không cần tiền chỉ có chú trọng một chút nhân gia mới có thể mời chuyên môn thợ một làm đi học khác tay nghề sống hiện tại đều là truyền nam không truyền nữ chú trọng giáo hội đồ đệ chết đói sư phó đi làm học đồ tương đương với làm đứa ở cái gì sống đều phải làm sư phó đem bí quyết che được gắt gao cuối cùng còn chưa nhất định có thể học được bản lãnh thật sự dù sao, học tay nghề nhất định rất khổ cực, này một nghề cũng không thích hợp hắn, hắn dường như ăn không được cái loại đó khổ. Cuối cùng, chỉ có thể phát huy bản thân ưu thế, đó chính là đọc sách, đọc mười mấy năm sách luôn sẽ có điểm tâm đắc đi, cho dù bây giờ là chữ phồn thể, Cố Thanh Vân cũng cảm thấy được mình hẳn so dân bản xứ muốn hảo một chút. Với lại người đọc sách địa vị ở cổ đại rất cao, vạn nhất đi vẫn cứ chó có thể thi đậu tú tài lời nói khi liền tiến vào, sĩ, giai tầng, giống vậy tiểu lại cùng du côn lưu manh cũng không dám dễ dàng lường gạt ngươi. Hơn nữa thân thể mình trạng huống, từ ba tuổi trở lên, cố thanh vân liền hạ định quyết tâm nhất định phải để cho người trong nhà đưa hắn đi đọc sách. Nhưng là đọc sách là một kiện rất tiêu phí tiền tài chuyện, làm sao mới có thể làm cho người nhà đồng ý chứ? Cái này thì rất nhức đầu. Mấy năm trước vừa tới nơi này thời điểm, tin tưởng bọn họ cố gia còn là tồn một khoản tiền, nhưng là lúc ấy ruộng đất còn rất cằn cỗi tiền kiếm được khẳng định không có hiện tại nhiều hơn nữa lúc ấy hắn cùng tiểu đường đệ nhị oa tử sinh bệnh tốn tiền đặc biệt là hắn tốn tiền năm ngoái lại vừa thêm nắp mảnh nói trong nhà hiện tại hẳn không bao nhiêu tiền tiết kiệm vì vậy liền có hắn trong ngày thường cố ý vô ý ám chỉ tiểu trần thị ngôn ngữ hiện tại cũng nhanh thấy hiệu quả hắn biết tiểu trần thị là rất tinh minh nhân chỉ cần mưu đồ thỏa đáng lời nói hẳn có thể thành công. Hảo đi, liền ấn ngươi nói làm. Đúng rồi, nhà chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Cố đại hà nghe thê tử lời nói sau, cảm thấy đáng tin. Ta cùng đại nha lén lúc đánh một ít túi lưới đi bán, hơn nữa ngươi làm công ngắn hạn chặn lưu lại tiền, hiện tại có một lượng. Tiểu Trần Thị rất là đắc ý, có thể ở bà bà mí mắt bên dưới một năm liền tồn hạ như vậy nhiều tiền là đáng giá nàng tự hào chuyện. Chương 4 dệt vải bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com như vậy nhiều tiền chắc đủ cố đại hà trầm tư một hồi mà đi tới mép giường nói đến lúc ngươi không cần lộ ra dấu vết tức có thể chúng ta nằm một hồi đi xế trưa ta còn phải lên núi đốn củi ân ừ, ta cũng muốn đến trong thôn miêu đại lãng nhà mua chút chỉ gai trở lại dệt vải trong nhà chỉ gai đã dùng xong tiểu trần thị đánh cái ngáp đấm đấm bản thân eo cũng nằm xuống. Hiện tại dệt vải muốn trồng trọt cây gai, nhà bọn họ không loại, chỉ thật là trực tiếp hướng trong thôn nhân mua. Như vậy bán đi cũng có lời, chẳng qua là lợi nhuận không cao mà thôi, bất quá có thể không dùng mua bố vội tới người nhà làm y phục chính là kiếm được. Hai người sau khi nằm xuống, Cố Thanh Vân này mới thật yên tâm đi ngủ. Tỉnh dậy, trong nhà rất là an tĩnh, chỉ nghe được quang quang đêm tai tiếng vang, đây cũng là hắn nương thân ở dệt vải cố thanh vân tiến phòng bếp cầm hồ lô gáo từ trong vải nước múc nước đem mình dùng trút chén trang đầy sau dùng để súc miệng cảm giác miệng không khô ráo này mới uống trong nồi lưu lại nước nóng hắn luôn luôn không uống nước lạnh cho dù là thiên nhiệt cũng là uống đun sôi nước sôi để nguội đi tới nhà mình tả sương phòng chỗ đến gần cửa tiểu gian phòng chính là phóng khung cưỡi địa phương lúc này chỉ thấy tiểu trần thị ngồi ở một đài khung cưỡi trước tay múa con thoi chân đạp bàn đạp thuần thuộc dệt vải bố. Nàng động tác mau mà không loạn, khiến nhân nhìn cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh đại tỷ đại nha chính tại quan kháng, tiểu trần thị thỉnh thoảng sẽ dừng lại giảng giải cho nàng một chút. Nhị tỷ nhị nha chính tại trên băng ghế học đánh túi lưới, mặc dù nàng mới 6 tuổi, khá vậy bắt đầu phải học một ít nữ hài tử nhà phải làm sống. Giống tỷ hắn đại nha 9 tuổi liền có thể xem như nửa đại nhân tới sai sử, bình thường đánh túi lưới, nấu cơm làm thức ăn, rửa chén giặt quần áo đều là nàng tại làm, tiểu trần thị rảnh rỗi thời gian chủ yếu là dùng để dệt vải. Nhị thẩm lý thị không mang thai trước kia cũng là muốn dệt vải, hai người sẽ thay phiên tới dệt vải, máy móc rất ít dừng. Giống trong nhà, chỉ gai các loại là từ trong thôn nhà người khác mua được, dệt thành một thất bố sau, bán đi lợi nhuận có 10.15 văn tiền tả hữu, mỗi người mỗi ngày đại khái chỉ có thể dệt một thất tả hữu, cái này còn là thuần thục công, giữa đường không thể phạm sai lầm, một phạm sai lầm liền cần dừng lại lần nữa sửa chữa, rất tốn thời gian. cho nên dệt vải cũng là gia đình trọng yếu thu nhập chi nhất. ở trong thôn, dệt vải cũng là phụ nữ đám người hạng nhất trọng yếu kỹ năng, thao tác khung cửi không chỉ là một cái khí lực sống, càng là một cái kỹ thuật làm việc, yêu cầu nhanh tay lẹ mắt, phản ứng bén nhạy. do với đối dệt vải yêu cầu khá cao, không phải mỗi một nông thôn phụ nữ cũng có thể học được. Tiểu Trần Thị dừng lại uống nước thời điểm liền thấy Cố Thanh Vân tựa tại cửa quan kháng, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười từ ái, triều hắn ngoắt ngoắt tay. Xuyên tử đứng lên. Ngủ có ngon không? Cố Thanh Vân gật gật đầu, đi tới cùng hai vị tỷ tỷ chào hỏi sau cứ mặt cho do Tiểu Trần Thị lấy tay vuốt ve hắn đỉnh đầu. Một bên đại nha nhìn đệ đệ tóc ngắn ngủn, cười nói. Nương, xem ra A à nãy cái phương pháp này thật hữu dụng, đệ đệ hiện tại tóc dày đặc nhiều. Cố Thanh Vân trước thân thể một mực không hảo, biểu hiện ra chính là tóc hắn thưa thớt, khô héo phát hoàng, da đầu đều lộ ra tới. Là một danh tâm tử đã từng là nữ hài nhân mà nói, đây quả thực là không thể nhẫn nhịn. Vừa nghĩ tới hắn lớn lên phía sau phát đều trác không dậy nổi dáng vẻ, lại nghĩ tới hắn sau này đọc sách muốn giao tế, vạn nhất có thể làm quan, kia nghi biểu cũng là vô cùng trọng yếu, thậm chí có chút biến thái một chút triều đại, trường được xấu xí đều không thể làm quan cho nên mới 3 tuổi nhiều một chút hắn liền sờ đầu mình, yêu cầu cùng hắn nương như nhau, tóc muốn đen kịch. Tiểu Trần Thị cực độ thương yêu hắn, cùng lão Trần Thị nói sau, hai người cũng ý thức được muốn cho bản thân nhi tử, tôn tử, dài ra tóc mới hành. Vì vậy liền đem cố thanh vân tóc cạo mấy lần, gội đầu thời điểm lau thượng gừng, lại loại một ít hạt vừng cho hắn ăn, như vậy nửa năm qua, hắn tóc liền sinh trưởng dày đặc một ít, phi thường có hiệu quả hiện tại còn phải tiếp tục kiên trì xuống. Vừa mới bắt đầu hắn nải cho hắn cạo tóc thời điểm, hắn còn rất kinh ngạc, không phải nói cổ nhân không thể tùy tiện cạo đầu sao. Về sau trải qua hắn bàn trắc sao kích, mới minh bạch lúc này, tiểu hài 12 tuổi sau mới không thể cạo đầu, nhưng là có thể cắt tóc bằng không cả đời đều không thể cắt tóc kia tóc nên nhiều không phương tiện xử lý A, à, chẳng qua là cạo đầu cũng rất ít, chủ yếu là cạo đầu khí cụ bất quá quan. Nói là cạo, kỳ thực chính là cắt được phi thường ngắn. Đường hắn về sau học đến trong hiếu kinh câu kia, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, không dám hủy thương hiếu chi bắt đầu vậy, lúc trải qua lão sư giảng giải, mới minh bạch này câu nói ý tư là hiếu thuận phụ mẫu muốn từ yêu mến thân thể mình bắt đầu, cũng không phải là nói liền tóc đều không thể cắt. Hiện đại đêm này câu nói diễn biến thành cổ nhân hoàn toàn không thể gọt đầu cắt tóc các loại, có thể là ngộ truyền. Chuyển kiếp đến cổ đại liền như vậy, Cốt nghiệp đại học công tác sau Cố Thanh Vân cũng theo phong trào ở trên mạng xem qua mấy quyển tiểu thuyết, bên trong nam nữ nhân vật chính cũng có thể rất nhanh thích ứng cổ đại sinh hoạt, cũng có thể nhanh chóng nắm chắc cơ hội phát gia trí phú hoặc thăng quan tiến chức nhanh chóng, có thể hắn chứ. Bây giờ còn đang tiểu tâm dực dực thăm dò cái thế giới xa lạ này ni. Quan niệm bất đồng có thời điểm sẽ hại chết nhân A, cho nên Cố Thanh Vân cho rằng bản thân nhất định trước phải hiểu nơi này phong tục tập quán tài năng từ từ hành động ân cũng là đệ đệ ngươi thân thể hảo nhiều tiểu trần thị mặt đầy ý cười nương các ngươi tại sao không đi trấn trên mua thuốc nhuộm trở lại nhuộm vải bố a à, mấy ngày trước ta thấy nãy nãy mua một khối màu đỏ bố trở lại muốn hảo nhiều hảo nhiều tiền ni cố thanh vân ỉ ôi tại nàng bên người nãy thanh nãy ký hỏi các nàng dệt đi ra bố đều là nguyên sắc giá cả như vậy nói không đi lên nếu như nhuộm thượng thuốc nhuộm lời nói giá cả thì sẽ gấp nhiều lần ngươi cho là chúng ta không muốn sao? Chẳng qua là trong nhà không có nhân sẽ nhuộm, này nhuộm vải bố cũng là một cái kỹ thuật làm việc, nắm vững không hảo canh giờ cùng nồng độ, hoặc là xoa nắng không đều đều, dùng đi ra bố các nơi sẽ hiện ra loang lỗ điểm điểm, trông khó coi. Cho nên ở trong phường nhuộm, có chuyên môn đại sư phó làm công việc này, phải tốn tiền mời. Tiểu Trần thị biết nhà mình nhi tử từ nhỏ ưa thích đặt câu hỏi, vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy được nhi tử lời nói quá nhiều có chút không kiên nhẫn chỉ thấy hắn nho nhỏ nhân nhi rất nhiều thời điểm đều bị nhốt ở trong phòng không ra được liền đau lòng được lợi hại không cố được khác bận rộn tế tế giải thích cho hắn thời gian dài nàng phát hiện làm như vậy nàng nhi tử hiểu chuyện nhiều thông thường mà nói hắn hỏi qua vấn đề lần thứ hai cũng sẽ không hỏi lại cho nên lần này nàng cũng là giải thích rõ ràng một lần Cố Thanh Vân vì vậy bừng tỉnh đại ngộ, là hắn tưởng đương nhiên, hắn nghĩ tới, cha nương hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Nhị Nha, mang theo đệ đệ ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu Trần thị sờ sờ hắn đầu, nói, cùng ngươi nhị tỷ đi ra ngoài chơi, nương muốn bắt đầu dệt vải. "Hảo đi." Cố Thanh Vân mặc dù không tình nguyện, nhưng còn là đồng ý. Một mực ở bên cạnh đánh túi lưới Nhị Nha cao hứng hé miệng cười cười, nhảy xuống băng ghế. Dắt cố Thanh Vân tay đi ra ngoài. Hai người đi ra cửa chính bắt đầu ở trong thôn đi dạo, tiểu Hắc ở phía sau hưng phấn đi theo, chạy trước chạy sau. Lâm Khê thôn không lớn, nhưng nhân ở tương đối phân tán, chủ yếu là mỗi hộ nhân gia viện tử đều thật lớn, cơ hồ nhà nhà đều dưỡng có chó, một đường đi qua tới đều có thể nghe được gà gáy chó sủa thanh, hơn nữa ven đường nhân gia từ hàng rào tre tường lý lộ ra ngoài đào hoa, ngày xuân sau buổi trưa, gió ấm áp thổi qua, trong thôn tràn ngập một cổ say lòng người mùi hương. Đi rồi một hồi, nhị nha cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng là một cái hướng nội tiểu nha đầu. Cố Thanh Vân liền lặng lặng lắng nghe, quan quan, têm tai tiếng vang, mắt thấy, tức tức phục tức tức, nông phụ đương hộ chức, chân thực cảnh tượng, không khỏi cảm khái vạn thiên. Đây mới là hắn chân thật sinh hoạt A, kiếp trước hiện đại sinh hoạt phản phất chính là một giấc mộng, là hắn tưởng tượng ra được, hiện ra phá lệ không chân thật nghe được bên dòng suối nhỏ truyền tới rất nhiều mau hài tử tiếng cười cố thanh vân vội nói nhị tỷ ngươi trở về cầm võng lưới cùng thùng tới ta đi bên dòng suối chờ vậy ngươi cũng không thể nghịch nước nhị nha cũng có chút nhao nhao muốn thử dẫu sao là tiểu hài tử cố thanh vân đáp ứng nhìn nàng bính bính khiêu khiêu thân ảnh ngũ vị tạp trần kỳ thực làm vì trong nhà hiện tại duy nhất nam oa hắn ở tôn tử bối trung hưởng thụ cao nhất đãi ngộ Tam nha hiện tại mới 2 tuổi, là nhị thúc nhị thẩm nữ nhi, cái này thì không nói nhiều, có thể đối với bản thân hai cái tỷ tỷ, đại tỷ cũng liền thôi, đối bản thân vô cùng thương yêu, có chút gì ăn ngon đều sẽ để lại cho hắn. Nhị nha chứ? Lần đó hắn sở dĩ phát sốt được như vậy lợi hại cũng là bởi vì nàng. Đại khái là hắn sinh ra khiến cha mẹ sở hữu tâm lực đều đặt ở trên người hắn nhị nha lúc ấy làm vì nhỏ nhất hài tử nhất định là có qua một đoạn bị sủng ái ngày về sau là hắn ca ca sinh ra khả năng hai người chung sống cũng có cảm tình một lần kia hắn không thoải mái thời điểm toàn thân vô lực ánh mắt đều không mở ra được muốn khóc đều không khí lực liền phát hiện trên người nhất khinh đột nhiên trở rét bên tai còn nghe được một cái thanh âm non nớt nói đều là bởi vì ngươi cha nương cũng không muốn ta cũng không cần đại oa tử nếu không phải ngươi đại oa tử cũng sẽ không chết. Đại oa tử là hắn chết yểu ca ca nhũ danh. Lúc đó là trời đông giá rét tháng chạp thời điểm, cố thanh vân lãnh được lợi hại, cũng không đoái hoài được cha nương hắn tại sao không ở bên người, vất vả toàn thân khí lực cuối cùng phát ra mèo kêu vậy tiếng khóc. Về sau hắn mới biết, hắn cùng nhị thúc nhi tử đồng thời bị bệnh, hắn cha đi mời đại phu, hắn nương đi phòng bếp ngao thuốc lúc trước, tỷ hắn đi nhà xí, cho nên lúc đó là nhị nha ở bên cạnh nhìn hắn, Lúc ấy hắn khóc được tê thanh lực kiệt, cuối cùng chỉ nghe được đắc 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 thanh âm từ từ đi xa. Chờ nàng nương thanh âm truyền tới lúc, đắc 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 thanh âm lại gần, tiểu thân thể nhất trọng, cảm giác ấm áp một ít, biết trên người mình đã đắp chăn lên. Nương, đệ đệ làm sao luôn đang khóc a? À. Nhị nha thanh âm non nớt khiến hắn cảm thấy tràn đầy hàng ý. Lúc ấy nàng mới 4 tuổi a, à, vậy mà chỉ biết làm loại này sự tình cái này làm cho hắn vừa nghĩ tới liền không rét mà run. cổ đại tiểu hài thật là thật đáng sợ. hắn nhà cũng không phải là thâm trạch đại viện, vẫn còn có trạch đấu. từ đó về sau, hắn tưởng hắn sẽ không lại xem thường bất kỳ một người. ngươi nhìn, một cái không quan trọng chỉ đồng đố kỵ chi tâm thiếu chút nữa khiến hắn tới địa phủ báo danh, khác đại nhân kia còn phải. lần đó sự tình hắn chưa nói, cho rằng không biết, lúc ấy hắn còn không có đầy hai tuổi chẳng ni thụ thân thể điều kiện có hạn, mới vừa học nghe nơi này phương ngôn, nói chuyện nói rất chậm, với lại khả năng nói đại nhân cũng sẽ không tin, đều là bản thân nhi nữ ni, nhưng cho tới bây giờ, cho dù sự kiện kia chẳng qua là nhị nha không hiểu chuyện thời điểm làm, cố thanh vân còn là đối nàng có nhàn nhạt phòng bị. Đương nhiên, hắn không biểu hiện ra. Nhị nha khả năng cũng bị lần đó sự tình hù đến, tính cách từ hoạt bát biến đổi hướng nội, có chút khiếp đảm, đối hắn có thể là bồi thường tâm tính, đối hắn phi thường hảo. Chương 5 Lịch ngày Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố Thanh Vân không biết nàng hay không nhớ được chuyện ban đầu, hay không rõ ràng làm chuyện kia hậu quả, dù sao từ đó về sau, hắn không có cách nào đem nhị nha xem như một cái bình thường tiểu nữ hài tới đổi đãi. Hơn nữa kiếp trước cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ muội muội đám người đối hắn trào phúng cùng tổn thương, Cố Thanh Vân kỳ thực một chút cũng không hiếm lạ có cái gì huynh đệ tỷ muội, hắn còn ước gì phụ mẫu chỉ có hắn một cái tiểu hài ni, chẳng qua là những sự tình này là hắn không cách nào khống chế. Cho nên đối với bản thân huynh đệ tỷ muội, Cố Thanh Vân liền một cái nguyên tắc, đối với hắn tỷ muội đám người, ngoài mặt cũng còn tính thân cận. Đến nỗi một mẹ đồng bào hai cái tỷ tỷ, riêng bên dưới thì sẽ thân cận hơn điểm. Đây là phụ mẫu vui lòng thấy kết quả nhưng muốn hắn từ trong nội tâm đem các nàng xem như bản thân thân tỉ muội liền yêu cầu thời gian. Cố Thanh Vân đang suy nghĩ những thứ này phiền chán vấn đề ni, liền phát hiện bản thân đã đi bộ đến bờ sông nhỏ. Bệnh ương tử tới. Bệnh ương tử tới. Một cái toàn thân bị phơi được đen nhánh tiểu hài từ trong nước chui ra tới, nhìn thấy Cố Thanh Vân sau liền lập tức gân giọng kêu đứng lên. Di, là bệnh ương tử tới bên cạnh không thể xuống nước tiểu hài đám người lập tức xoay đầu lại nhìn một cái, cũng đi theo kêu đứng lên. Cố Thanh Vân không lời phiên phiên bạch nhãn, không phải là thân thể yếu một chút sao? Làm sao cho hắn khởi như vậy một cái ngoại hiệu a? Đừng kêu loạn, ta đệ đệ thân thể đã hảo, ngươi kêu nữa ta liền đánh ngươi. Cố Thanh Minh cũng từ trong nước chui ra tới, lau một phen trên mặt dọc nước, nhìn Cố Thanh Vân liền cười, xuyên tử, ngươi cũng tới là muốn bắt cá sao? Cố Thanh Minh là đại gia gia cố bá sơn đại tôn tử, hắn còn có một cái thân đệ đệ kêu cố Thanh Lượng. Cố Thanh Vân nhìn nhà mình đại đường ca cá chạch vậy bộ dạng, khóe miệng co rúng hạ, đều là 9 tuổi tiểu hài, như thế nào cùng nhân gia năm 6 tuổi bùng hầu so sánh, ít nhất ngươi muốn xuyên điều tiết khố chứ. Ân, ừ, ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi ra câu cá chơi. Cố Thanh Vân mỉm cười nói, hắn nhìn nhìn trên người mình mặc mỏng áo khoác nhìn không nổi cau mày nói đại ca thời tiết lạnh như vậy ngươi cũng không cần nghịch nước chờ một hồi bị lạnh cũng không hảo hôm nay mặc dù có thái dương nhưng nhiệt độ chỉ có mười mấy độ không thấy xuống nước chỉ có hai cái tiểu hài sao không lạnh ta không cảm thấy lạnh cố thanh minh lắc đầu một cái dọc nước bay loạn thấy đường đệ không đồng ý dáng vẻ vội nói ta lập tức lên đi Cố Thanh Vân không để ý tới nữa hắn, chỉ nói một câu. Ngươi lại không lên đây, ta liền nói cho đại gia gia đi. Nói xong cũng tùy tiện ở bên bờ nhặt một nhánh cây, sau đó ở bùng đất vì nhiêu ước ác địa phương đào ra, còn không có đào mấy cái, nhị đường ca cũng không biết từ nơi nào chui ra tới, bắt đầu giúp hắn đào. Nhị ca, ngươi không xuống nước sao? Cố Thanh Vân hỏi. Không xuống, gia gia không khiến ta nghịch nước, nói ta quá nhỏ, hiện tại cũng có chút lạnh cố thanh lượng vừa nghe gò má cổ cổ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khá là tức giận hắn sau cố thanh vân lớn hơn một tuổi từ nhỏ liền thích ăn đồ vật cơ hồ là người tới không cự thấy ăn liền tưởng hướng trong miệng nhét cộng thêm nhà đại gia gia coi như là trong thôn nhất giàu có nhân gia chi nhất cho nên hắn sống sờ sờ ăn thành một cái tiểu bàn tử cả người tròn vo bởi vì tuổi còn nhỏ hiện ra mượt mà khả ái này thân thể hình bị cái thời đại này nhân cho rằng là mạnh khỏe có phúc khí, ở trong thôn một đám người gầy trung hiện ra phá lệ nổi bật, cũng phá lệ thụ các đại nhân hoan nghênh. Hiện tại, hắn cũng có thể tự kiếm tiền, trong thôn mỗi lần có nhân thành thân thời điểm, đều sẽ mời hắn đương lăng giường đồng tử, nghiệp vụ phi thường thuần thuộc, mỗi lần cũng có thể được 3.5 văn tiền thu nhập ni. Vì thế, cũng làm trong thôn tiểu hoa nhi đố kỵ hư. Là ngươi quá mập, ngươi vừa xuống nước liền chìm xuống, ngươi ca ca đều kéo không nhúc nhích ngươi. Bên cạnh không biết lúc nào tới một cái gầy nhỏ tiểu bùng hầu, phỏng đoán vừa tại chỗ nào lăn qua, toàn thân bẩn hề hề. Đây mới là trong thôn đứa trẻ thường gặp bộ mặt. Hừ, ngươi loạn giảng, mới không phải ni. Cố thanh lượng trừng hắn một ánh mắt, giải thích. Ta đây không phải là mập, là tráng, là có phúc khí. Hai người lập tức liền cãi vã cố thanh vân không để ý bọn họ hắn nhưng là phải làm chuyện đứng đắn hì hục hì hục đất đào một hồi có hai người giúp đỡ hắn rất dễ dàng liền đào đến mấy cái con dung không lâu nhị nha đem võng lưới thùng gỗ nhỏ cần câu cá đều cầm tới đây là cố quý sơn đặt ý cấp cố thanh vân làm nhị tỷ ngươi đi chơi đi ta tới câu cá cố thanh vân chỉ chỉ sông nhỏ thượng du nơi đó có một bang tiểu nữ hài cũng tại chơi bất quá các nàng không xuống nước con sông nhỏ này mặt sông tương đối rộng lớn có bốn thước rộng sâu nhất địa phương chỉ có một mét cao nước sông trong suốt có chút mặt sông còn có thể nhìn thấy đáy sông đá cuội cộng thêm cách đó không xa trong đồng ruộng có đại nhân cho nên tiểu hài ở bên này nghịch nước đều là tương đối an toàn không có nghe nói ra quá sự cố nhị nha nhìn chung quanh một chút có chút do dự cuối cùng nàng thấy đến cố thanh minh vì vậy gật đầu đồng ý căng dặn hắn không nên chạy loạn, này mới đi. Cố Thanh Vân đem con dung dùng nhánh cây biến thành mấy đoạn, lấy thêm móc câu xuyên thân sâu liền có thể thả câu. Loại này phương pháp mặc dù truyền thống, nhưng vô cùng đơn giản hữu hiệu, đủ hắn câu một ít cá nhỏ tôm nhỏ. Này mới một giờ thời gian, hắn thùng gỗ nhỏ liền trang đầy cá nhỏ cùng tôm nhỏ, đương nhiên, bị tiểu hài đám người cầm đi chơi đùa võng lưới cũng phát huy trọng đại tác dụng khiến nhị đường ca cố thanh lượng đi gọi nhị nha qua tới bỏ lại vẫn còn ở chơi đùa tiểu hài đám người cố thanh vân cùng nhị nha về nhà đem cá nhỏ băm nát vứt cho trong nhà bảy con gà mái ăn cố thanh vân nhiệm vụ hôm nay liền tính hoàn thành ở cái nhà này hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cho gà ăn vì gà có thể mỗi ngày đẻ trứng hắn không ít đi tìm con dung cùng cá tôm nhỏ trứng gà nhưng là hắn mỗi ngày khẩu phần lương thực chi nhất ni này cái cho gà ăn phương pháp là từ trong chủng điền văn thấy lúc ấy hắn còn hồi hương hỏi bà ngoại thật có chuyện như vậy chẳng qua là con dung muốn nấu chín phiền toái một chút thấy trong nhà người khác vẫn còn ở bận rộn cố thanh vân liền lặng lẽ đi tới gian nhà chính leo lên một cái ghế đem trên vách tường lịch ngày lấy xuống bắt đầu mỗi ngày phải làm công khóa hắn đang học biết chữ cố đại hà là giáo hắn biết chữ có thể hắn cha vốn là nhận thức tự cũng không nhiều có chút hồi lâu không cần còn quên, có thể dạy cho hắn tới tới lui lui liền hơn 30 cái, có chút còn rất đơn giản, chủ yếu là phức tạp tự thể đã không nhớ rõ, càng đừng nhắc tới hắn gia gia cố đại hà. Trong nhà duy nhất quyển sách có chữ chính là lịch ngày, cho nên này 3 tháng tới, người trong nhà thỉnh thoảng sẽ thấy đến cố thanh vân bưng một bản lịch ngày ở lật xem. Các đại nhân thấy hắn không có loạn xé, cảnh cáo một phen sau cũng sẽ không để ý lịch ngày thượng tự có thể xem hiểu hắn đều hiểu, cũng âm thầm ghi nhớ bọn họ nét bút, còn có một chút tối nghĩa khó hiểu hắn liền vô năng vi lực. Lấy tay khoa tay múa chân một phen sau, đem bản thân biết chữ lại ôn tập một lần. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, chữ phồn thể dẫu sao cùng chữ giảng thể không giống nhau, vì không khiến bản thân làm sai, hắn nhưng là hoa đại lực khí đi học. Lão Trần Thị lúc này bưng một cái chậu từ trong phòng bếp đi ra. Nãy nãy, Gia Gia tại sao còn chưa trở lại a? À? Mặc dù biết giống như không tới trời tối, đám nam nhân không trở lại là bình thường, nhưng Cố Thanh Vân còn là hỏi một chút. Hắn nhìn thấy tiền viện của nhiều hai bó, biết hắn cha đã đốn củi trở lại, nhưng là bây giờ còn không thấy bóng dáng, ngay cả Gia Gia cùng nhị thúc đều một buổi chiều không thấy qua. Ngươi Gia Gia cùng ngươi cha, ngươi nhị thúc đi miêu Gia làm việc đi, miêu nhị lan muốn đánh một chiếc khung cưỡi. Lão Trần Thị đầy mặt ý cười, tiếp tục nói, chờ có tiền, nãy nãy liền cấp ngươi mua đường ăn. Ở Lâm Khê thôn, đánh chế một chiếc khung cửi chi phí không tính đắt đỏ, nhưng không phải nhà nhà đều có. Khung cửi trừ có một người để cho nhân có thể ngồi ở phía trên thao tác bền chắc một khung bên ngoài, còn phải có go, thoi, cuốn bố trục, bàn đạp chờ bộ kiện, những thứ này bộ kiện cộng lại không dưới mấy chục món, cuối cùng còn muốn dùng trục cùng thường đem những thứ này bộ kiện liên động, cấu tạo tương đối phức tạp. Cho nên tiền kiếm được cũng sẽ nhiều một chút. Việc này Cố Quý Sơn biết làm, bất quá vì tăng nhanh tốc độ, giống như đều sẽ để cho hai cái nhi tử đi trợ thủ. Trong thôn khung cửi cơ hồ đều là Cố Quý Sơn chế tạo, thôn khác cũng có chút ít nhân kêu hắn làm, bất quá mỗi một thợ một cơ hồ đều có bản thân phạm vi thế lực, giống như bổn thôn nhân đều sẽ mời bổn thôn thợ một làm, trừ phi là hắn không biết làm mới có thể mời khác thợ một tới. Bằng không tùy ý tiếp sống cùng đoạt sống lời nói, liền dễ dàng kết thù. Bởi vì thợ một công việc rất nhiều thời điểm đều phải bào bản, mỗi ngày còn phải tốn nhất định thời gian cọ sát búa sữa cưa ma thiết bào, việc này khói bụi đại, tiếng ồn vang, cho nên trong nhà thợ một phòng liền xây ở hậu viện cách đó không xa trên một miếng đất trống, đó cũng là nhà mình đất nền nhà, kỳ thực cũng không phải phòng, chẳng qua là dùng gỗ, cây trúc cùng rơm rạ dựng một nhà lá mà thôi. Bên trong còn để một ít bình thường đến trên núi chém trở về cây cuối đều đặt ở trong lều cỏ hông khô ni. Bình thường có việc thời điểm cố quý sơn không phải đến nhà cố chủ làm, chính là ở trong lều cỏ làm, như vậy thì sẽ không ồn ào đến trong nhà. Lúc này vừa nghe, cố thanh vân rất là cao hứng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, giả vờ một mặt đau lòng nói. Cũng cho gia gia nải nải cùng nhau ăn. Này lời nói khiến lão Trần Thị nếp nhăn trên mặt đều cười thành một đóa hoa cúc, nàng để trống ra một cái tay vuốt ve cố thanh vân tiểu nộn mặt, khích lệ nói. Nãy nãy tiểu hoang tôn thật là hiểu chuyện. Nhị thẩm lý thị từ trong phòng bếp đi ra, thấy một màn này, ánh mắt tối sầm lại, vội vã sờ sờ bản thân bụng, dừng một chút, đề cao giọng nói. Nương, bánh sắn làm hảo, ngươi nhìn lúc nào hạ nồi. Tới ngay tới ngay, thiệt là, không ta ngươi cũng sẽ không làm việc sao. Lão Trần Thị lầu bầu một câu, lại cùng Cố Thanh Vân nói mấy câu nói này mới rời đi. Cố Thanh Vân vì vậy lại đem lịch ngày tiểu tâm dực dực treo trở về chỗ cũ. Nhất định phải có một cái lão sư, hắn tưởng. Chỉ có thể trông chờ đại gia gia cố bá sơn. Vì vậy, từ ngày này bắt đầu, theo nhiệt độ tăng lên, người trong nhà đối hắn trông coi cũng buông lỏng. Cố Thanh Vân đi tìm đường ca đám người chơi đùa cơ hội cũng liền nhiều, ra vào nhà đại gia gia cơ hội cũng đại tăng. Dẫu sao là nhất gia tử huynh đệ, đối nội mặc dù lão trần thị đối trượng phu đại ca có chút câu oán hận nhưng đối ngoại bọn họ thái độ tuyệt đối là nhất trí cũng bởi vì cố bá sơn là một thôn chi trưởng toàn bộ cố thị gia tộc bao gồm cùng nhau chạy nạn dời tới ngoài ra huyết thống quan hệ xa hơn một chút ba phòng nhân đại gia đều đối hắn duy thủ là chim mà cố thanh vân đến nhà bọn họ cũng là rất được hoan nghênh bởi vì hắn mặc dù tuổi còn nhỏ cũng không có khắp nơi điên chạy loạn phi người khác đồ vật trên người y thường đều là sạch sạch sẽ sẽ, bạch bạch nộn nộn trên gò má không có giống như đứa con nít nước mũi chảy ròng bẩn thiểu dạng. Chương 6 Mưu đồ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố bá Sơn ước chừng 50 tuổi, ăn mặc một kiện thanh sắc trường sam, tóc đã hoa râm, môi dưới giữ lại một chòm râu, ngũ quan cùng cố quý Sơn có 6 phần tương tự, mặt vuông khoang tráng, chẳng qua là xem ra so cố quý Sơn trẻ tuổi nhiều có một cổ nho nhã khí chất hắn xử sự rất công chính không thiên vị cho nên ở trong thôn rất có uy vọng cố thanh vân vào cửa cùng đại nãi nãi đánh thanh chiêu hô bị nhét mấy viên đậu phộng niết mấy cái gương mặt sau hắn liền quen cửa quen nẻo hướng trong thư phòng đi không cho phép đi quấy rầy ngươi ca ca đọc sách đại nãi nãi dặn dò lại sờ một cái khuôn mặt của hắn đại khái là ngày qua tương đối khá đại nãi nãi mặc dù niên kỹ so lão trần thị đại có thể xem ra muốn trẻ mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt đều là giãn ra, hiện ra phá lệ hòa ái, tiểu hài tử đám người cũng không sợ nàng. Cố Thanh Vân nghiêm túc gật gật đầu, nói. Ta chỉ ở ngoài cửa nghe, ta không đi vào. Cũng không biết ngươi một đứa con nếp đi thư phòng có thể nghe chút gì. Cố Thanh Vân đi xa thời điểm còn nghe được đại nải nải thì thầm thanh âm. Cố Bá Sơn trong nhà bố trí cùng nhà mình không sai biệt lắm, trừ bên ngoài càng rộng rãi hơn, chính là phòng ốc chất lượng so nhà mình hảo nhiều, đều là tường trắng ngói xám kiên cố phòng ốc, ở hậu viện còn có một gian chuyên môn thư phòng. Căn cứ Cố Thanh Minh nói, hắn gia gia mục tiêu chính là đương một danh lý chính, năm thôn vì một lý, lý chính quyền lực so thôn trưởng lớn một chút, cùng hộ trưởng một dạng phụ trách khóa đốc thuế má, kỳ trường thì chuyên ti trục bộ đạo tặc, những thứ này đều là hương thôn cơ sở nhất tiểu lại. Những thứ này tiểu lại giống như do địa phương địa chủ tới đảm nhiệm, mặc dù là cơ sở nhất, nhưng ở này trên một mẫu ba phần đất vẫn rất có quyền lực. Cố Thanh Vân nghe hắn cha nói qua một ít sự tình, tổng kết ra ở cái này triều đại hoàng quyền là không hạ hương, cho nên ở cấp huyện trở xuống, thiết lập lý, trong đó một lý đơn vị trưởng quan liền vì lý chính. Hắn cho rằng lý chính liền tương đương với hiện đại trấn trưởng. Bình thường mọi người nói, đến trấn trên đi mua đồ vật, giống như đều là năm cái trong thôn lớn nhất giàu có nhất thôn trang mỗi phùng năm hoặc 10, đại gia đều đi chỗ đó học chợ trong đó lý chính bọn họ liền cư ngụ ở nơi đó ngày lâu không phải học chợ thời điểm cũng sẽ có nhân ở mở tiệm bán đồ vật từ từ thôn trang này thì sẽ nhân càng ngày càng nhiều liền bị thôn dân coi là trấn chủ yếu là nhìn địa phương kinh tế phồn vinh trình độ nếu như nhiều người náo nhiệt lời nói thôn dân liền dễ dàng tại nơi này tìm đến làm công ngắn hạn cơ hội nếu không tưởng tránh điểm khoản thu nhập thêm đều rất khó. Hiện tại bản địa lý chính là cái tú tài, trong nhà còn là cái đại địa chủ, Cố Thanh Vân cảm thấy nhà mình đại gia gia trí hướng là thật cao xa, nhưng hắn không thi đậu tú tài phỏng đoán cũng không cái gì cơ hội làm lý chính. Cố Thanh Vân rụt tay rụt chân ngồi ở cao cao ngưỡng cửa, nghiêng tai lắng nghe. Một đạo thanh thúy đồng thanh truyền tới, giọng điệu kéo được dài dài. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc thần túc liệt trương hàng lai thử hướng thu thu đông tàn ách ách kim sinh lệ thủy cố thanh minh úp mở một trận cuối cùng bốn chữ cuối cùng buộc miệng nói ra sai sai lại sai ngươi làm sao cứ như vậy đần chứ đều ba ngày vẫn không thể đem này mấy câu nói thuộc lòng xuống ngươi thành thật nói cho gia gia ngày hôm qua ta không ở nhà ngươi thật ở nhà lưng sao có phải hay không lại đi ra ngoài hồ hổn? Cố bá Sơn Thanh âm tức giận truyền tới, tràn đầy giận dữ. Ta! Ta! Cố Thanh Minh ấp a ấp úng, Cố Thanh Vân cơ hồ có thể tưởng tượng được hắn vò đầu bức tai hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ. Đưa tay ra. Không có động tĩnh. Ta nói, đem, tay, duỗi ra, tới. Thanh âm gia tăng điểm. Cố Thanh Vân len lén thò đầu đi ngắm đoàn cố bá sơn trên tay roi trúc không chút do dự đánh vào cố thanh minh trong lòng bàn tay cố thanh vân rùng mình một cái không cẩn thận đụng phải cửa phòng phát ra chút tiếng vang xuyên tử ngươi tới thấy đến cố thanh vân cố thanh minh ánh mắt sáng lên thân thể nhưng mà không nhúc nhích cố bá sơn nhìn một cái cố thanh vân không nói chuyện lại quất tôn tử một roi cố thanh minh nhất thời ánh mắt trưng trưng ta sẽ lưng ta sẽ lưng là hàng lai thử hướng, thu thu đông tàn, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương, kim sinh lệ thủy. Cố thanh vân lùng đông đông thân thể học cố bá sơn như nhau hai tay chắp sau lưng, trung đùi đắc ý lưng đạo, thanh âm còn mang theo nải vị, nhưng phi thường lưu loát. Cố thanh minh mắt trợn miệng ngốc trạng. Cố bá sơn cũng rất là kinh ngạc, hắn cũng không đoái hoài được giáo huấn cố thanh minh, bận rộn đi qua tới ngồi xổm người xuống nắm chặt bờ vai của hắn nói, "Xuyên tử, nói cho đại gia gia, đây là người nào dạy ngươi?" "Là đại gia gia dạy nha." Cố Thanh Vân mê mang chớp chớp mắt. "Ta dạy." "Đúng nha, ta ở bên ngoài nghe được, sau đó thì sẽ." Cố Thanh Vân rất khẳng định gật gật đầu. Cố Bá Sơn kinh ngạc đem Cố Thanh Vân nhìn từ đầu tới đuôi, trong mắt mang theo xem kỹ. Cố Thanh Vân trái tim khẩn trương đến cơ hồ đều không sẽ nhảy lên, nhưng hắn trên mặt còn là như không có chuyện gì xảy ra, Triều Cố Thanh Minh nhìn, hai người đang dùng ánh mắt giao lưu. Vậy ngươi tam tự kinh biết sao? Chính là trước đoạn thời gian ta dạy ngươi đại ca, ngươi lưng một lần cấp đại gia gia nghe. Cuối cùng, Cố Bá Sơn mở miệng. Cái gì là tam tự kinh? Cố Thanh Vân ngoẹo đầu hiếu kỳ hỏi. Chính là nhân chi sơ. Cố Thanh Vân gật gật đầu, bắt đầu cổng lên. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Bác bách tái, tối trường cửu. Cần hữu công, khí vô ích. Giới chi tai, nghi miễn lực. Hắn lưng được có chút miễn cưỡng, trung gian có chút tự sẽ không liền trống ra, tiếp tục lưng. Vậy ngươi biết cái gì ý tư sao? Cố bá sơn lại hỏi. Không biết cố thanh vân rất là lý trực khí tráng hắn kỳ thực hiểu hiện đại ít nhiều gì xem qua phương diện này một ít nội dung vấn đề là cố bá sơn cấp cố thanh minh giảng giải nội dung thời điểm thanh âm đều là rất thấp hắn ở ngoài cửa căn bản là không nghe rõ cố bá sơn trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung hắn sờ sờ cố thanh vân đầu nhỏ hít mắt cười nói hảo 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 đại gia gia biết nên làm như thế nào sau khi nói xong liền kêu cố thanh vân ngồi một bên trên băng ghế, bản thân tiếp tục cấp cố thanh minh thượng khóa. cố thanh vân chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên nghe khóa, chớp con mắt, rất là nghiêm túc. trong bụng thở vào nhẹ nhõm. trải qua 7 tháng mưu đồ, hắn hẳn thành công, cũng có thể đọc sách, thật là không dễ dàng a. À. ở trong thôn, chỉ có đại gia gia cố bá sơn một cái văn hóa nhân, khác thôn nhân cơ hồ đều là không biết chữ, bọn họ cố gia cũng coi là biết chữ nhiều nhất ít nhất ba đời nam nhân đều có nhân biết chữ, mặt lớn một chút lời nói, tại địa phương nhỏ này có thể cũng coi là canh độc chi gia. Ngày này về nhà sau, hắn còn có điểm bất an, không biết bản thân có thể hay không làm được quá mức. Hắn ở nhà lo lắng bất an chờ hai ngày, tối hôm đó, cuối cùng đợi đến cố bá Sơn đến cửa. Cố bá Sơn dẫu sao là đại ca, hắn vừa vào cửa, lão Trần Thị vội vàng bưng trà rót nước. Sau, lão Trần Thị liền mang theo tức phụ cùng tôn nữ đám người đi ra ngoài, còn thuận tiện mang đi tò mò cố Thanh Vân, chỉ để lại Gia Gia, cha và nhị thúc, cái này làm cho hắn bóp cổ tay không dứt. Thấy nãy nãy các nàng ở nhà mình trong phòng dưới ngọn đèn dầu trà sát ngô, cố Thanh Vân liền đi ra cửa đi, len lén chạy đến hậu viện, ở gian nhà chính một chế cửa sổ hạ nghe lén. Thanh âm quá thấp, chỉ mơ hồ nghe được mấy câu. Hắn đầu dựa vào được gần hơn, rồi mới miễn cưỡng nghe rõ gian nhà chính nội đang tiến hành một tràng về cố thanh vân vận mệnh đối thoại này hài tử có thiên phú có thể tọa được định là cái thông tuệ không đọc sách đáng tiếc không có tiền ngươi không có tiền ta vẫn có chút tiền ngươi khiến hắn cùng ta đọc sách cố bá sơn thanh âm cao lên đại ca này sao muốn có thể muốn ngươi tiền chứ cố quý sơn cười làm lành nói bất quá trong nhà đích xác có chút trở ngại vừa trả hết nợ nhà ngươi bạc hiện tại không nợ một thân nhẹ ngày vừa dư giả đứng lên ni hiện tại xuyên tử một đọc sách đó là mười mấy hai mươi năm chuyện a trong nhà làm sao cung được thượng với lại nhà ngươi thanh minh cùng thanh lượng không cần đọc sách ngươi có thể cung nổi ba cá nhân sao chẳng qua là biết chữ ngược lại là tiêu phí không lớn muốn khoa cử lời nói liền cần rất nhiều tiền bạc không phải ta không tưởng thật sự là không có biện pháp a. À. Cố Quý Sơn nói được rất là bất đắc dĩ, tiếp tục nói: "Ta sợ hắn sau này đọc sách bất thành, việc đồng án sẽ không làm, làm mai đều khó mà nói, đây không phải là hủy này cái hài tử sao? Làm ruộng chẳng lẽ sau đọc sách còn trọng yếu?" Cố Bá Sơn ngữ khí rất bất mãn. "Đại ca ngươi nhìn, ban đầu trong nhà có 200 mẫu ruộng nước, về sau vì ngươi bán 100 mẫu, lúc ấy ngươi còn Ta biết Ta biết, cố Bá Sơn có chút ngại ngùng, thấp giọng nói. Lúc đó là ủy khuất ngươi cùng đệ muội, có thể ta cha cứ như vậy một cái nguyện vọng, muốn cho chúng ta cố gia ra một cái tú tài hoặc cử nhân, như vậy tài năng không thụ nhân khi dễ. Lúc ấy ta thiên phú sau ngươi hảo điểm, liền cung ta đọc sách, khảo như vậy nhiều năm, vẫn là không có khảo ra cái gì tới, là nhường ngươi cùng đệ muội thụ ủy khuất. Vậy cũng không oán ngươi, đại ca. Tiền triều lúc ấy tham quan ô lại hoành hành, có thể thi đậu đều là dùng bạc uy đi ra, chúng ta không nhiều bạc như vậy, người có chân tài thực học cũng thi không đậu. Về sau không phải tân triều sơ lập, ngươi liền lập tức thi đậu đồng sinh sao? Cố Quý Sơn cho dù lúc ấy có chút câu oán hận, bây giờ nghe đại ca vừa nói như vậy, cũng tan thành mây khói, cảm thấy tâm lý hảo thụ một ít. Hai người vừa nói vừa nói liền thành tố khổ đại hội ta này cái đồng sinh cũng là tới được đúng dịp, tân triều sơ lập, rất nhiều người đều chết, người ít liền dễ dàng xuất đầu, hơn nữa nơi này chỗ hẻo lánh, văn phong không thịnh, mới để cho ta như vậy nhân trà trộn bổ sung cho đủ, kết quả ngươi nhìn, cuối cùng nhất quan viện thí ta khảo hai lần vẫn là không có thi đậu. Cố bá Sơn nói thật, mặt đầy thổn thức, tiếp tục nói. Viện thí nhiều toán học nội dung, này cái ca ca ta trước kia không làm sao học qua, vẫn luôn qua không được nhưng ta dám nói, chỉ cần khiến ta giáo xuyên tử, hắn tuyệt đối có thể qua huyện thí cùng phủ thí, đến khi đó, liền đi trấn trên hoặc trong huyện tìm một tốt một chút tư thuộc đi học, lấy xuyên tử thiên phú, hẳn có thể thi đậu, cái này quan hệ đến chúng ta cố thị nhất tộc tương lai, đến lúc trong tộc ta cũng sẽ yêu cầu ra một ít bạc. Cố Quý Sơn không nói chuyện, bắt đầu hút thuốc lá sợi. Hiện tại chúng ta cố gia cũng coi là ở lâm khê thôn cắm rễ, trước kia cơ nghiệp đều bị một tràng hồng thủy trôi đi hiện tại liền phần mộ tổ tiên đều dời qua tới sau này lâm khê thôn chính là của chúng ta căng cố bá sơn nhìn a à nhìn cố đại hà hai huynh đệ bất đắc dĩ nói đại hà bọn họ này một thế hệ huynh đệ liền sống sót ba cái ta liền sống như vậy một cái nhà ta kia nghiệp chướng trẻ tuổi lúc đó làm sao đều học không được cảm thấy đọc sách không dùng nhưng là bây giờ chứ tài sản có thể trôi đi có thể bị cướp đi có thể học được tri thức nhưng mà ai cũng vô pháp cướp đi. Thiên hạ này vô luận là ai làm hoàng đế, cuối cùng còn muốn đọc sách nhân tới thống trị thiên hạ. Lời nói rằng được hảo, mọi thứ đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, ngươi nhìn, nếu như ta không phải niệm mấy năm sách, thôn này thôn trưởng còn đến lượt thượng ta sao? Ngoài cửa sổ Cố Thanh Vân âm thầm khen ngợi. Cảm thấy nhà mình đại gia gia còn là nhìn được rất minh bạch vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng hắn là một cái đọc sách đọc bảo thủ lão đầu ni. Không nghĩ tới nhân gia là bánh bao có thịt không tại trên nếp, trong bụng có hóa. Chương 7 Thuyết phục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố bá Sơn làm vì thôn trưởng, mặc dù hắn ngoài mặt không có làm việc thiên tư, có thể thầm vẫn là có thể chiếu cố một chút người nhà mình. Với lại, chính là nhìn ở hắn mặt mũi, người khác cũng sẽ không dễ dàng khi dễ cố gia nhân. Phải biết, họ cố mặc dù chỉ có 5 phòng hơn 40 nhân ở Lâm Khê Thôn, tương đối với Miêu Gia cùng Lý Gia bảy tám chục nhân hiện ra người ít, nhưng thôn trưởng nhưng là cố gia nha. Hiện tại Miêu, Lý, cố tam gia thế chân vạc, trung gian còn có mấy hộ rải rác dòng họ nhân gia, đại gia đều tương đối bình hòa, thôn đối ngoại cũng rất đoàn kết. Luận khởi quan hệ, đương nhiên là cố quý sơn cùng cố bá sơn huyết duyên gần nhất có thể cố đại hà cùng cố nhị hà đều không có thể đọc thành sách cố bá sơn chỉ sống hạ một cái thành niên nhi tử cũng chính là cố thân hà hắn niên kỹ cùng cố đại hà không sai biệt lắm cũng là cái đọc sách bất thành chỉ có thể nhận thức mấy chữ cố thân hà thú thê đào thị sinh hai cái nam hài chính là cố thanh minh cùng cố thanh lượng vì vậy đào thị ở trong nhà địa vị rất cao cho nên nói Chúng ta cố gia sau này nếu muốn sống được hảo liền cần dựa vào tôn tử này một thế hệ, ta hiện tại ở nhà liền dùng sức mà ấn được tiểu minh học tập, ít nhất phải khiến hắn thi đậu đồng sinh, nhất không tốt sau này thay thế ta vị trí cũng hành. Về phần tiểu nhân cái đó, bây giờ còn chưa có thể nhìn ra cái tốt xấu tới, bất quá hắn như vậy thích ăn đồ vật, phỏng đoán cũng không thể trông chờ. Cố Bá Sơn nghĩ tới bản thân tôn tử liền nhịn không nổi than thở. Nói đến tôn tử cố quý sơn cũng mặt đầy vẻ u sầu, nói. Ca, nhà ta càng thê thảm, ngàn mẫu ruộng tốt một căn miêu, hiện tại cũng chỉ có xuyên tử lập ở, hiện tại lão nhị tức phụ cũng không tranh khí, còn là sinh một nữ hoa. Ban đầu đại oa tử cùng nhị oa tử đều không có thể lưu lại, chỉ có xuyên tử vừa sinh ra liền thân thể yếu đuối, sợ hắn không sống, liền lấy danh xuyên tử, muốn đem hắn mệnh xuyên ở. Nữ hoa ngược lại là sinh một cái sống một người, có thể đều không phải là nhà chúng ta nhân. Dự thính cố nhị hà cũng yên lặng than thở, nghĩ đến chính tại ở cử tức phụ. Ngàn phán vạn phán, còn là sinh một khuê nữ. Đại bá, cha, ta chen một câu. Thấy hai cái lão nhân đều tại than thở, phỏng đoán lại nghĩ tới bọn họ mất sớm huynh đệ cố trọng sơn, cố đại hà nhìn không nổi, bận rộn chen miệng nói. Hai người gật đầu sau, cố đại hà ho khan một tiếng, mở miệng nói. Cha, chiếu đại bá vừa nói như vậy, ta cảm thấy để cho xuyên tử đi đọc sách cũng rất tốt, đại bá có thể giáo hắn, sách vở đại bá nơi đó có có thể trước mượn học, duy nhất phải tiêu tiền chính là bút mực giấy nghiên mực. Hắn dừng một chút, thấy hai người không có gì ý kiến phản đối, liền nói: Bút lông chúng ta có thể bản thân làm, bên ngoài đất hoang trên có loại cỏ có thể làm bút lông, mặc dù kém một chút, rất dễ dàng hư, nhưng là không cần tiêu tiền mực nước có thể dùng nước trong hoặc nước bùng thay đổi, trực tiếp viết ở tấm đá hoặc trên tấm ván, như vậy bút mực giấy nghiêng mực đều tiết kiệm. Chờ xuyên tử chữ viết phải lại tốt một chút, mới mua chút tiện nghi giấy cho hắn luyện tự. Đây là cố thanh vân cùng hắn cha cùng nhau thương lượng đi ra. đương nhiên, bọn họ nói là lý tưởng dưới trạng thái giả tưởng. Thấy hai người vẽ mặt mang theo tán đồng, cố đại hà càng có lòng tin. Cứ như vậy chỉ cần xuyên tử có thiên phú lại chăm chỉ, dựa vào đại bá giáo đạo thi đậu đồng sinh sau, sau này cũng có thể ở trong huyện hoặc trấn trên chép sách mà sống, như vậy cũng có thể giải vài cái tiền. Dù sao, ta cùng xuyên tử hắn nương nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Sau khi nói xong hắn liền nhìn trước cố nhị hà, lòng tràn đầy ấy nấy. Sau này chờ nhị đệ nhi tử sinh ra, chúng ta cũng như nhau cung. Cố nhị hà sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói ta không ý kiến, đều nghe cha. Cố bá Sơn vui mừng vuốt vuốt râu mép của mình, cảm thấy đây chính là phụ từ tử hiếu. Thấy cố quý Sơn có vẻ siêu lòng, cố đại hà bận rộn đem trước tiểu trần thị khuyên hắn những lời nói đó thêm thêm giảm giảm nói ra. Cố quý Sơn vừa nghe đến muốn cho bản thân ngoan tôn tử đi phục lao dịch, quả nhiên mặt đầy không thôi cùng lo âu. Mấy người lại thảo luận hạ, cố thanh vân thấy đề tài đã nói đến năm nay thu hoạch thượng, vội kinh thủ kinh cước chạy về phòng. Vừa mới đi đâu? Bên ngoài thiên đen như vậy, tử tế ngã nhào. Lão Trần Thị thấy Cố Thanh Vân đặng 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 từ bên ngoài chạy vào liền bận rộn hỏi một câu. Từ khi nhị nhi tức Lý Thị lại sinh một nữ nhi sau, Cố Thanh Vân ở trong lòng nàng địa vị lại nặng rất nhiều, càng đừng nhắc tới trong ngày thường Cố Thanh Vân gắng sức phát độ hảo cảm. Thượng nhà xí đi. Cố Thanh Vân duỗi ra bản thân ướt nhẹp tay nhỏ bé, cười hắc hắc ngươi lại quên lau tay. Đại nha nhẹ điểm xuống hắn trán, từ băng ghế đứng lên, móc ra bản thân khăn tay giúp hắn nắm tay lau khô. Đêm nay, Cố Quý Sơn rốt cuộc không ngay tại chỗ quyết định hay không khiến Cố Thanh Vân đọc sách. Dẫu sao một khi hạ định quyết tâm, nói rõ trong nhà tương lai mấy năm nội ngày đều phải qua được túng quẩn, tiền đều phải tốn ở Cố Thanh Vân trên người. Cái này rất là bất đắc dĩ, ở nông gia, đọc sách cũng là một kiện rất xa xỉ chuyện, yêu cầu nghĩ đi nghĩ lại, luôn mãi cân nhắc. Buổi tối Cố Đại Hà nói tới chuyện này thời điểm, Tiểu Trần Thị cũng lo âu có biến động, nàng nhìn Nhi tử ngủ say gương mặt, nhẹ giọng nói. Cha nhất định sẽ cùng nương thương lượng, cái nhà này, nương cũng có thể làm một nửa chủ. Vừa nói nàng nhìn không nổi hé miệng cười một tiếng, nói. May đệ muội sinh một nửa hoa, bằng không ta nhìn nương đồng ý cơ hội lại thiếu rất nhiều. Nàng âm thầm quyết định, qua mấy ngày tìm một rảnh liền đi trong miếu hoàng nguyện, phù hộ Bồ Tát khiến nàng tâm tưởng sự thành. Cố Đại Hà cũng gật gật đầu, nghĩ đến hai tháng trước chuyện nhỏ giọng nói. Ngươi đừng quên còn có trước hai tháng chuyện ni, chuyện này chúng ta nhất định phải lạng ở trong bụng, cả đời đều không nói. Tiểu Trần Thị vừa nghe, kiên định gật đầu đáp ứng. Nói tới này cái, nàng càng vì cao hứng, biết nhi tử đọc sách chuyện này đã là 8-9 phần 10. Trước hai tháng, bọn họ tiêu toàn bộ tích cấp tìm một du phương lan trung đóng vai lão đạo sĩ chập chờn lão trần thị một phen lão trần thị làm người là tinh minh có thể nàng cũng có lão niên phụ nữ bệnh chung đó chính là đặc biệt mê tín cho nên tiểu trần thị vừa nghĩ đến như vậy một cái phương pháp khiến kia đóng vai đạo sĩ đem nhà mình chuyện nói thất thất bát bát thắng được lão trần thị tín nhiệm sau liền nói bởi vì uống nàng như vậy một chén nước sôi để nguội muốn đưa nàng một câu nói dù sao cuối cùng chập chờn một trận liền nói cố gia có văn khí hội tụ tổ tông phần mộ mạo khói xanh giống như đỉnh đầu mũ quan nói rõ sau này cố gia nhất định có người có thể làm quan đối nàng phi thường hiếu thuận khiến lão trần thị không cần lo lắng nửa đời sau sinh hoạt lúc ấy đem lão trần thị chập chờn được đầu óc choáng váng mất phương hướng cười được khép không được miệng sau chuyện này lão trần thị vẫn còn ở trong thôn hỏi thăm một phen phát hiện còn có người một nhà gặp phải lão đạo sĩ khi người nhà cũng nói lão đạo sĩ nói được rất chính xác sau lão trần thị liền bắt đầu như có điều suy nghĩ hiện tại cố bá sơn như vậy vừa lên cửa nhà mình nhi tử lại có thiên phú sự tình nhất định có thể thành đêm đó cố đại hà nhất gia tử ngủ rất thơm quả nhiên không ra sở liệu ba ngày sau cố thanh vân liền bắt đầu chính thức vỡ lòng cùng hắn cùng nhau còn có cố thanh lượng vốn là cố bá sơn cảm thấy nhà mình tiểu tôn tử quá nhỏ chuẩn bị chờ hắn lại lớn hơn một tuổi lại bàn không nghĩ tới cố thanh vân hiện tại đều nhập học kia so hắn lớn hơn một tuổi tiểu tôn tử thì càng muốn chung một chỗ lúc này ba tiểu ở trong thư phòng ngồi ngay thẳng cố bá sơn trước giáo hai đứa nhỏ lưng tam tự kinh cố thanh minh liền bản thân trước ôn tập lão sư chỉ có một người chỉ có thể thay phiên dạy học sách mới là tam tự kinh là cố bá sơn liên tục sao đã mấy ngày mới sao đi ra sách mới, dùng chỉ gai đóng sách đứng lên, chỉnh chỉnh tề tề một bản, cũng rất giống dạng. Ở thư điếm, tam tự kinh điêu khắc bản giá bán là 800 văn tiền một bản, bản chép tay tiện nghi một chút, muốn 600 văn tiền. Cho nên mới nói đọc sách tiêu phí nhiều, không quan trọng một bản cơ sở nhất sách vỡ vỡ lòng cứ như vậy quý, với lại nếu như mặt trên còn có mổ mổ nhân đọc sách phê chú, vậy thì càng quý chủ yếu nhìn viết phê chú người kia danh khí cùng thân phận. Vừa bắt tới tay sách lúc, cố bá Sơn nói cho bọn họ giá cả thời điểm, ba tiểu ánh mắt đều trợn to. Gia Gia, vậy ngươi giúp ta đem quyển sách này bán, đem 600 văn tiền cấp ta. Cố thanh lượng đảo trong mắt một vòng, lập tức kêu lên. Cuối cùng đổi trở về là cái mông nhỏ bị đánh mấy bàn tay. Về sau cố thanh vân mới biết, không phải ai chép sách cũng có thể bán đi, ngươi ít nhất phải chép rất công chỉnh, tự thể cần to nhỏ nhất trí, một trang giấy một chữ đều không thể sai. Như vậy yêu cầu liền dẫn đến mỗi một chép sách nhân đều chép được tiểu tâm dực dực, một bản một ngàn chữ sách đều phải sau 7-8 ngày đến nửa tháng, trừ đi bút mực giấy nghiêng mực giá thành, lợi nhuận liền thiếu rất nhiều, chỉ ở 100.200 văn chi gian. Giống cố bá sơn chép tay bản, bởi vì thời gian đuổi được chặt, cộng thêm phải tiết kiệm giá thành, bên trong có chữ sai xóa sửa dấu vết, có bị mực nước ô nhiễm địa phương, tự thể cũng không lớn nhất trí, có chút còn có điểm viết ẩu, như vậy sách thư điếm căn bản cũng không thu. Cố Thanh Vân phỏng đoán nhị đường ca là đụng vào trên họng súng, ha ha. Tóm lại, cùng Cố Thanh Lượng cùng nhau thượng khóa, trò cười đầy dẫy, tiểu gia hỏa căn bản là tọa không trụ, thường thường muốn dừng lại uống miếng nước dùng điểm quà vặt, tròn vo thân thể ở trên băng ghế nhíp tới nhíp lui, cộng thêm có hắn nải nải cùng nương thân sủng ái, hắn căn bản cũng không sợ hắn gia gia, cái này thì càng dẫn đến cố bá sơn phẫn nộ mới lên học mấy ngày ni cố thanh lượng mỗi ngày cái mông nhỏ đều là sưng bên cạnh vừa nhìn cố thanh vân đều thay hắn cảm thấy đau có thời điểm hắn cũng cảm thấy được đại gia gia thật sự là quá nghiêm khắc động một chút là thể phạt học sinh không tốt lắm chứ vạn nhất đem nhân đánh hư làm thế nào cố thanh lượng còn tiểu ni về nhà cùng cố đại hà vừa nói như vậy lúc này mới biết là cố gia truyền thống khi còn bé cố đại hà mấy huynh đệ đi theo hắn học biết chữ thời điểm cũng bị đánh qua, với lại so với cái này còn lợi hại hơn đi, phát triển đến cuối cùng, bọn họ hai huynh đệ cũng không chịu lại học, đành phải trở lại khiến cố quý sơn giáo. Hiện tại ngươi đại gia gia lớn tuổi, nhưng cũng từ ái rất nhiều, đều rất ít động thủ. Cuối cùng, cố đại hà than thở một câu, nhi tử, không phải sợ, ngươi đại gia gia có chừng mực. Cố Thanh Vân nghe xong, rất là vô ngữ cái này còn là thiếu. Khó trách hắn cha thế hệ này ba huynh đệ cuối cùng đều chán ghét học ni. Nhưng là không có biện pháp, cố bá Sơn lại không học qua hiện đại, tâm lý học, cùng giáo dục học, phỏng đoán trước kia hắn đi học cũng thường xuyên ai lão sư đánh, cho nên liền y dạng họa hồ lô. Còn không có qua nửa tháng, cố thanh lượng liền thảm tao nghỉ học. Chủ yếu là hắn còn tỏa bất định, với lại cùng cố thanh vân so sánh, so sánh quá mãnh liệt. Chương 8 đọc sách bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com so sánh cố thanh vân đọc sách khắc khổ nỗ lực cố thanh lượng dẫu sao còn là một cái thật tiểu hài hắn cũng không phải là trong truyền thuyết thiên tài học đồ vật khẳng định thua kém cố thanh vân mau mà cố thanh vân ni hắn sẽ không vì chiếu cố cố thanh lượng tâm tình cố ý thả chậm bản thân tốc độ bởi vì này cái đọc sách cơ hội tới không dễ hắn muốn biểu hiện ra bản thân giá trị vô luận là ngụy trang thiên phú còn là cần cù thái độ đích xác là hắn quá yêu cầu cơ hội này hắn không muốn để cho người nhà hối hận cho nên cố thanh lượng liền bi kịch cố bá sơn thấy vậy chỉ sợ cố thanh lượng sau này chán ghét học liền quyết định trước hết để cho hắn chơi một năm chờ hiểu chuyện điểm lại bắt đầu giáo chủ yếu là cùng cố thanh vân tách dời thời gian vì vậy cố thanh vân liền hưởng thụ được cơ hồ là một chọi một dạy học kiểu mẫu mỗi ngày giờ thìn, đại khái 7 giờ, thức dậy, học tập đến buổi trưa, 12 giờ tả hữu, buổi chiều liền tự do hoạt động, bởi vì cố bá Sơn còn có thôn vụ phải xử lý, hoặc là còn phải xuất ngoại đi thăm viếng một chút bằng hữu, không khả năng đem thời gian cũng tốn ở trên người hắn. Ngoài ra, còn có cố thanh minh cũng muốn giáo ni. Còn dư lại thời gian liền dựa vào cố thanh vân bản thân nắm chắc, hắn dù sao không phải là chân chính tiểu hài tử, không có giống Cố thanh Minh như nhau có rảnh liền đi ra ngoài chơi. Chuyện hắn trước là một cái trường kỳ kế hoạch biểu, lại là một cái ngắn hạn kế hoạch biểu, tỉ như trước một ngày đều biết làm ra một cái kế hoạch biểu, ngày thứ hai liền căn cứ an bài biểu tới học tập, như vậy thì hiện ra đâu vào đấy, có thể thời khắc đốc thúc bản thân nỗ lực. Hắn hiện tại niên kỷ còn tiểu, xương tay còn chưa trưởng thành, liền tạm thời không luyện tự, đều là lấy lưng sách làm chủ. Tại hỏi qua Cố Bá Sơn sau, hắn mới biết ở cổ đại, muốn khảo khoa cử, kỳ thực muốn thuộc lòng rất nhiều quyển sách. Nếu như là những thứ kia lấy đọc sách gia truyền thế gia đại tộc, đọc sách là một kiện hoàn thành từng bước sự tình. Bốn tuổi hoặc năm tuổi bắt đầu vỡ lòng biết chữ, học tập, tam tự kinh, thiên tự văn, ấu học quỳnh lâm, chờ sách vỡ vỡ lòng. Nhận tự sau, bắt đầu đọc hiếu kinh, đại học, trung dung, đây là đối cái thế giới này cơ bản nhận thức mỗi ngày đều là trước ôn lại cũ tri thức, có thể thuộc lòng xuyến giảng thì quá quan, sách cũ ôn hoàng, mới bắt đầu học sách mới. Học xong này ba bản sau, bắt đầu học luận ngữ cùng mạnh tử, đây là tiến hơn một bước. Bọn họ giống như 7-8 tuổi phải qua học, dung, luận, mạnh này tứ thư quan. Trước đọc hiếu, học, dung, sau luận, mạnh, này cái thứ tự trước sau giống như không thể điên đảo. Tiếp qua ngũ kinh quan, chia ra làm thi kinh, thượng thư, chu dịch, lễ ký, tả truyện, đây là càng sâu càng khó khăn nội dung, cần phải hao phí dài hơn thời gian. Đây chính là người thường nói tứ thư ngũ kinh. Chờ đem những thứ này đều đọc được không sai biệt lắm, nhưng cũng liền 15-16 tuổi, tiếp có thể đi thử thi khảo tú tài. Đương cố bá Sơn cùng hắn nói tới thời điểm, cố Thanh Vân mắt trợn miệng ngốc. Biết cổ đại đọc sách nang là một chuyện, chân chính thân ở trong đó mới minh bạch trong đó gian nan cho nên nói tưởng thi đậu một cái tú tài, ít nhất phải đem này 13 quyển sách lưng hoàng. Cố bá Sơn hướng về phía tôn tử cùng cháu trai, thở dài, nói, hai người là may mắn, nghĩ lúc đó gia gia lúc đi học, vì góp tề những sách này liền tốn rất nhiều tinh lực, trong nhà tiền bạc đều dùng tới mua sách, thậm chí muốn bán đất bán điền mới góp đủ. Cố Thanh Vân tâm lý âm thầm gật đầu, những sách này cộng lại ít nhất phải 3-40 lượng chứ, thậm chí cao hơn hắn tạm thời không thể đánh giá tính ra nếu như nhà mình không sách lời nói liền cần hướng người khác mượn tới sao thậm chí là ở thư điếm tiêu phí rất lớn tinh lực chép trở lại cái này rất tốn thời gian sách có thể gia truyền ban đầu chạy nạn thời điểm đại gia đều khuyên ta mang nhiều khác đồ vật không cần mang theo những sách này ta không nghe bản thân một cá nhân cổng về sau đại gia lại khuyên ta đem những sách này đổi thành lương thực ta cho rằng còn chưa tới cùng đường bí lối thời điểm, cứng rắn là không đổi. Cho tới bây giờ, sách còn hảo hảo, sau này sẽ là chúng ta cố gia gia truyền chi bảo. Cố bá Sơn vẽ mặt mang theo nhớ lại, lại mang theo kiêu ngạo cùng tự hào. Cố Thanh Vân cùng Cố Thanh Minh nhìn những sách này ánh mắt nhất thời bất đồng. Khi gia gia, khi chúng ta có thể ở 16 tuổi trước đem những sách này đều thuộc lòng xuyến giảng sao? Cố Thanh Minh suy nghĩ một chút, hỏi. Cố bá sơn vuốt vuốt râu, mỉm cười nói. Nếu như cố gắng lời nói, vẫn là có thể. Bất quá bổn triều còn thêm một bản toán học, cửu chương, khảo tú tài toán học là muốn thi, tỷ trọng khá lớn. Muốn toàn bộ học xong, các ngươi sau này thì không thể lãng phí thời gian. Nói xong hắn còn ý hữu sở chỉ nhìn về phía cố thanh minh. Cố thanh minh gương mặt phi hồng, biết bản thân tương đối ham chơi, hiện tại bị gia gia lại khuyên răng đại gia gia ngài làm sao biết những thứ này đọc sách nhân gia chuyện chứ cố thanh vân ngược lại đối này cái có hứng thú đây đều là gia gia đuổi thi thời điểm cùng người khác có lui tới mới biết đọc sách không thể bản thân một cá nhân ngốc đọc còn phải thường xuyên cùng người khác giao lưu như vậy tài năng càng tốt ứng đối khoa khảo cố bá sơn vẻ mặt có chút hâm mộ tiếp tục nói những thứ kia có đọc sách truyền thống nhân gia trong nhà quản được nghiêm chỉ cần học sinh cần mẫn làm người chịu nỗ lực nghiên cứu học vấn, bọn họ thi đậu tú tài cơ hội so chúng ta lớn nhiều. Gia gia đi thi thời điểm, nhân gia 15 tuổi đã là tú tài, gia gia còn là một danh đồng sinh. Cố Thanh Minh qua, một tiếng. Cố Thanh Vân thì biết đại gia gia nói không sai, còn có nhân 20 tuổi xuất đầu liền đã thi đậu tiến sĩ, kỳ hắn tóc hoa râm nhân vẫn còn ở khảo đồng sinh đi. Này cái không hiếm lạ. Giống chúng ta như vậy nông gia tử, cho dù trong nhà so người khác nhiều hơn mấy mẫu đất, tại đọc sách phương diện còn là một chút ưu thế cũng không có, không mời được danh sư, vừa không có kinh nghiệm, thi đậu xác suất thì sẽ so với kia chút đọc sách nhân gia thấp rất nhiều. Đối với chúng ta như vậy nhân gia mà nói, thi đậu tú tài đã là quan tông diệu tổ, đối với bọn họ mà nói, cử nhân cùng tiến sĩ mới là bọn họ theo đuổi. Cố bá sơn ngữ khí rất là thất vọng, hướng về phía hai đứa nhỏ nói. Cho nên bây giờ có thể có cơ hội đọc sách nhất định phải bắt lại a, à, sau này lớn tuổi, tưởng tỉnh hạ tâm tới đọc sách đều không thành. Vả lại, hiện tại các ngươi đọc sách thi đậu tú tài, sau này các ngươi hài tử cũng có các ngươi giáo đạo, thi đậu cơ hội cũng sẽ lớn một chút, liền như hiện tại, bởi vì có ta, các ngươi liền thiếu đi rồi không ít đường vòng. Cố Thanh Vân gật gật đầu, biết đại gia gia nói lời nói rất đích xác. Thụ hắn ngữ khí ảnh hưởng Cố Thanh Minh cũng mảnh gật đầu biểu hiện tán đồng. Gia Gia cũng chỉ có thể như vậy dạy các ngươi. Trước hết để cho các ngươi đem những sách này đều thuộc lòng, đến nổi bên trong ý tư, có thể giải đáp liền cấp các ngươi giải đáp. Không có thể giải đáp, chỉ có thể dựa vào các ngươi bản thân ngộ, hoặc là đi cùng người khác giao lưu. Nếu như có thể đến trấn trên hoặc trong huyện cũng rất tốt, có đồng song có thể giao lưu. Đáng tiếc hiện tại không phương tiện. Sống đến lão học đến lão, Gia Gia học được còn chưa đủ a. À. Cố bá sơn ngữ khí rất là tiếc nuối, nói cho cùng đều là không có tiền tạo thành. May hắn lúc ấy chọn nơi ở lúc, liền đặt ý chọn ở Lâm Khê Thôn chỗ này. Lâm Khê Thôn mặc dù sơn thanh thủy tú, nhưng địa phương bằng phẳng hơi nhỏ, phía sau đều là núi lớn, có thể làm ruộng ruộng đất cũng sẽ đi theo thiếu, nhưng trong thôn khoảng cách trấn trên cùng trong huyện chặn đường đều không sai biệt lắm, đi bộ chỉ cần nửa canh giờ tức có thể, tính là phi thường gần, cho nên lúc đó cho dù so lâm khê thôn chỗ sâu hơn thôn xóm có thể phân ruộng đất nhiều hơn, hắn cũng dốc hết sức chủ trương ở lâm khê thôn dừng chân. Dứt khoát hắn ở trong tộc vi vọng còn là rất cao, đệ đệ lại đối hắn duy thủ là chim, cuối cùng gắn sức dẹp nghị luận của mọi người mới quyết định ở lâm khê thôn định xuống. Hiện tại, trong thôn nhân đi huyện thành hoặc trấn trên tốn ở trên đường thời gian cũng rất ít, đường ngắn phương tiện, làm công ngắn hạn đều so người khác có cơ hội. Không giống bọn họ phía sau mấy tòa thôn xóm, đuổi một chuyến chợ đều phải vượt qua mấy ngọn núi lớn, đi ra một chuyến cũng không dễ dàng, mặc dù có thể được chia ruộng đất nhiều hơn bọn hắn ra mấy mẫu, nhưng đồng thời cũng đem bọn họ vây tại bên trong, bất ôn bất hỏa. Không giống thôn bọn họ, sau này, có cơ hội tôn tử đám người cũng có thể đi huyện thành hoặc trấn trên đọc sách, một ngày qua lại mới một cái canh giờ mà thôi, không mất công hơn nữa còn có thể để cho bọn họ kiến thức càng nhiều hơn người và chuyện có đầu óc linh hoạt có lẽ có thể xông đi ra ngoài ni cố bá sơn ban đầu tính toán cố thanh vân đương nhiên không biết bằng không hắn sẽ càng sùng bái này cái đại gia gia có thể nói cố bá sơn này buổi nói chuyện đem cố thanh vân đối với khoa cử khinh thị chi tâm đều đi sạch cố thanh vân vừa mới bắt đầu học tập thời điểm trước mặt tam tự kinh vẫn là rất hảo học tới một cái hắn trước vốn là học tập được không sai biệt lắm. Thứ hai, tam tự kinh, cổng lên lan lãnh thượng miệng, dễ dàng lưng. Với là, hắn hoa một tháng thời gian liền đuổi kịp cố thanh minh tiến độ, khiến cố bá sơn rất là kinh hỉ cũng để cho cố thanh minh rất khẩn trương, duy nhất đáng vui là, hắn thay đổi nỗ lực. Không nghĩ tới tại học tập thiên tự văn, thời điểm, cố thanh vân tốc độ liền chậm lại. Cố bá sơn vốn là rất thất vọng, hắn còn tưởng rằng bản thân cháu trai thật sự là cái loại đó thiên tài ni. Bất quá nhìn một cái đến cố thanh vân gò má còn phình lên bánh bao mặt, còn có kia chỉ đến hắn bắp đùi tiểu thân thể, liền không nói câu nào, dẫu sao niên kỹ còn tiểu, từ từ đi. Cố thanh vân nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn khẳng định không phải cái loại đó xem qua có thể tụng thiên tài, hắn chỉ số thông minh rất bình thường, khả năng sẽ so phổ thông nhân hơi tốt hơn đi như vậy một chút, cho nên hắn cần chính là trầm xuống tâm tới, dựa vào khắc khổ cùng nỗ lực tới học tập. Bất quá đọc sách sau hắn cuối cùng hiện tại ở vào cái gì triều đại, ban đầu hắn còn tưởng rằng bản thân xuyên về Trung Quốc cái nào triều đại, bất quá thấy đến có ngô, khoai tây cùng khoai lang, cũng không xác định. Hiện tại, hắn ở thông qua dò hỏi cùng xem sách sau, cuối cùng hiểu được lịch sử ở tống triều sau liền quẹo cái ngã rẻ, lúc ấy tọa thiên hạ không phải triều nguyên mà là một cái tên là Hoa Viên Triêu Hán Nhân, là hắn kiến lập Hoa Triều, cho đến 400 năm sau mới bị hiện nay thiên tử lật đổ. Tử tế tính tính, hiện tại thời gian phải cùng kiếp trước Thanh Triều Sơ Kỳ không sai biệt lắm, ở dương lịch năm chi gian, cụ thể hắn liền tính không biết. Căn cứ Cố Bá Sơn nói rõ, tiền Triều Sơ Kỳ phát triển rất khá, những thứ này cao sản cây trồng chính là khi đó từ từ lấy được phổ biến rộng rãi đáng tiếc con cháu chẳng ra gì không có giữ được cơ nghiệp của tổ tiên cố thanh vân vì vậy bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn cảm thấy nơi này cùng trong truyền thuyết cổ đại có chút không giống nhau ni tỉ như thuế má phương diện so trong truyền thuyết cổ đại hảo nhiều vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là tân triều sơ lập mới này dáng vẻ ni cái đó hoa viên triều chẳng lẽ cũng là cái người xuyên việt thật sự là danh tự này quá có đặc sắc thời đại cố thanh vân không nghĩ nhiều nữa nhưng đều chết mấy trăm năm, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, chờ sau này có cơ hội lại từ từ hiểu rõ sự tích của hắn không gấp. Bất quá bây giờ biết này cái thời không có qua người xuyên việt, hắn thì càng phải cẩn thận, không cần bại lộ ra cùng cái thời đại này không giống địa phương. May hắn là thai xuyên, bằng không thì càng lo lắng. Hiện tại hắn còn là lo lắng một chút bản thân đọc sách vấn đề đi. Chương 9. Bảo dưỡng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vừa mới bắt đầu cố thanh vân bối thư vẫn tương đối chậm dẫu sao cố bá sơn thượng khóa chỉ biết nói cho hắn này chữ làm sao niệm đến nỗi là cái gì ý tư chờ ngươi có thể thuộc lòng lại bàn về sau hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không hành những thứ kia nhiều nét chữ chữ phồn thể khiến hắn nhìn đều cảm thấy choáng váng đầu cảm giác rất xa lạ với lại này bốn chữ chính là một đại đoạn ý tư không giống hiện đại ít nhất là bạch thoại văn, lý giải sau lại lưng liền hảo nhiều. Với là, hắn tưởng một cái phương pháp, dùng hắn cha cho hắn chế bút thang đem chữ phồn thể chuyển thành chữ giảng thể, từng cái ở mặt phẳng trên tấm đá viết ra, cứ như vậy, kia quen thuộc chữ giảng thể, thâm căn cố đế A, à, nhìn một cái liền có một loại quen thuộc thân thiết cảm giác. Hắn dẫu sao cũng là thượng qua trọng điểm đại học nhân, còn là có nhất định ngữ văn căn cơ, tự xem chữ giảng thể đem bọn họ ý tư bản thân giải thích một chút, chuẩn không chuẩn đúng không đúng nói ra ngoài, dù sao có lợi với hắn thuộc lòng liền hành. Đọc mười mấy năm sách, luôn sẽ có điểm chỗ dùng, Cố Thanh Vân cũng có bản thân một bộ ký ức phương pháp. Rất nhanh, ở thực hiện loại này phương pháp sau, hắn thuộc lòng tốc độ đại tăng, cái này làm cho Cố Bá Sơn đều rất kinh ngạc. Giải quyết thuộc lòng vấn đề sau, Cố Thanh Vân lại đem chữ giảng thể cùng chữ phồn thể chuyển đổi lẫn nhau, cần phải có thể chuẩn xác viết ra chính xác tự đi ra, không nên thiếu một bút hoặc một nét. Đương Cố Thanh Vân chuyên chú với đọc sách thời điểm, thời gian luôn là qua được nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt, 6 năm đi qua, hắn 10 tuổi. 10 tuổi hắn vóc dáng đã cao ra rất nhiều, so sánh 6 năm trước cùng bằng tuổi tiểu hài so sánh lùng một đoạn dáng vẻ, hắn hiện tại đã cùng bằng tuổi nhân không khác, thân thể cũng khôi phục mạnh khỏe. Đối với lập chí muốn khoa cử Cố Thanh Vân mà nói, có một cái hảo thân thể so với cái gì đều trọng yếu. Quân không thấy rất nhiều tú tài ở khảo cử nhân thời điểm cũng bởi vì một chút xíu bị lạnh, hơn nửa trường thi áp lực cùng tự thân lo âu, cuối cùng khảo đi ra, nhưng cũng không sai biệt lắm phế. Vận khí tốt một chút còn có thể dưỡng mấy tháng liền dưỡng hảo, vận khí không hảo liền trực tiếp tới một bệnh qua đời. Cụ thể có thể tham khảo hồng lâu mộng trong giả châu, ở giả phủ như vậy hảo điều kiện ủng hộ hạ, Hắn khảo thí cũng có thể thi được tráng niên mất sớm, càng đừng nhắc tới Cố Thanh Vân loại này hàng môn đệ tử. Đọc sách là rất hao tổn tâm huyết một sự kiện, không có thuốc bổ có thể ăn, vậy cũng chỉ có thể bản thân hiểu được bảo dưỡng thân thể. Đặc biệt là hắn như vậy một bộ sinh non thân thể, hắn càng là muốn hảo hảo dưỡng, không cầu có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu có thể sống đến 60 tuổi cũng đủ để. Đối với hắn mà nói, có thể còn sống thật là quá tốt đối với dưỡng sinh hắn cũng không xa lạ gì cái này phải lần nữa cảm tạ hắn có kiếp trước ký ức kiếp trước hắn cùng bà ngoại cảm tình rất tốt chờ hắn tốt nghiệp về quê quán công tác thời điểm khi đó có thể mỗi ngày về nhà ở cùng bà ngoại ở chung một thời gian dài đột nhiên kinh giác nàng thật rất lão ra với đối mất đi bà ngoại sợ hãi khi đoạn thời gian cố thanh vân thường xuyên lật xem lão niên nhân dưỡng sinh sách cũng thường xuyên ở trên mạng lục soát tương quan tin tức cho nên đối với dưỡng sinh hắn còn là có một chút hiểu rõ hiện tại những thứ kia tri thức liền thành hắn ở thời đại này an thân lập mạng một trong những lá bài tẩy dưỡng sinh không phải trung lão niên nhân mới phải làm chuyện nếu như từ tiểu liền bắt đầu chú trọng bảo dưỡng lời nói hắn nhất định sẽ càng sống càng tốt hiện tại mỗi ngày dậy sớm hắn đều phải uống một ly nước ấm có thể nhanh chóng làm dịu vừa rời giường không thích ứng đầu óc thanh tĩnh với lại hắn uống nước nhất định là một ngụm một ngụm từ từ uống, như vậy mới có thể tạo được dưỡng tỳ vị công hiệu, không thể lập tức uống một ly lớn, bằng không ngược lại sẽ thương tỳ, tạo thành bụng trướng. Đứng lên sau hắn trước tiên ở trong sân đi một vòng, giãn ra thân thể, lại đem thái cực quyền đánh mấy lần, động tác không chính tông không cần chặt, dù sao muốn đem thân thể cùng gân cốt hoạt động khai, xong rồi sau mới ăn bữa sáng. Ăn bữa sáng xong này mới chậm rãi đi tới Cố Bá Sơn trong nhà bắt đầu một buổi sáng hoặc một giờ học tập, cụ thể học tập thời gian nhìn Cố Bá Sơn an bài. Trong thôn có chút nhân gia chỉ ăn hai bữa cơm, nhưng đối với đã từng trong nhà là tiểu địa chủ Cố gia mà nói, ăn ba bữa cơm là bình thường, đây đã là thói quen, đích xác không được thì đem hai bữa ăn lượng đổi thành ba bữa ăn cũng hành. Bất quá từ khi Cố Thanh Vân thân thể hảo sau, tình huống trong nhà cũng biến hảo. Với lại hiện tại có tương đối cao sản khoai tây, cây bắp cùng khoai lang cộng thêm cải xanh trái cây gì đó, vẫn là có thể ăn cơm no. Vì vậy Cố Thanh Vân ở ăn xong cơm trưa sau, liền đứng ước chừng một khắc đồng hồ, sau lại ở trong phòng đi thượng hai khắc đồng hồ, liền chập mắt một hồi, thời gian ước chừng ở hai khắc đồng hồ đến nửa canh giờ chi gian. Ngủ trưa đứng lên sau, Cố Thanh Vân giống như sẽ còn tiếp tục đọc sách. Về sau hắn 6 tuổi sau, liền bắt đầu luyện tập bút lông tự, bởi vì khoa khảo yêu cầu mặt chữ chỉnh tề, cho nên đại gia luyện tập đều là viên cân quan hắc đại chữ khải nhỏ viết tay, hắn cũng không ngoại lệ, giống như lúc này, hắn thì sẽ ở trong phòng đọc sách hoặc luyện tự. Giữa đường hắn sẽ giống hiện đại như nhau, học cái 45 phút thì sẽ đứng lên hoạt động một chút. Hoạt động thời gian hắn đều sẽ đi quét dọn chuồng gà, hoặc là giúp hắn nải nải cùng nương thân làm chút làm việc nhà, đây tuyệt đối là soát độ hảo cảm tốt nhất phương pháp chi nhất. Đương nhiên, có thời điểm hắn sẽ còn đi ôm ôm bản thân tiểu đường đệ. Đúng vậy, tiểu đường đệ, ở ba năm trước, hắn bảy tuổi thời điểm, nhị thẩm cuối cùng sinh một nhi tử, lấy danh cẩu đảng. Một năm trước, nàng lại sinh một người, còn là nhi tử, hiện tại vừa đầy một tuổi ni, nhũ danh là cẩu thẳng. Cố Thanh Vân lập tức liền có hai cái đường đệ, đối với bọn họ tên kỳ ba, hắn đáp lại sâu sắc đồng tình, cảm thấy được mình nhũ danh vẫn đủ hảo. Bất quá cố gia nhân thật sự là bị dọa sợ, càng đê tiện danh tự cảm giác càng an toàn. Ở sinh song nhi tử sau, cố thanh vân cảm thấy nhị thẩm tinh khí thần lập tức liền biến đổi không giống nhau. Trước kia không sinh nhi tử thời điểm, nàng luôn là trầm mặc ít nói, đối hắn nương cũng là khiêm nhường chiếm đa số. Hiện tại sinh nhi tử, nhất là hai cái sau, nàng tinh thần lập tức liền tốt lên, đối trong nhà sự tình cũng tham dự vào, nhiều một cổ chủ nhân ông tinh thần không giống như trước, thật giống như phân ly với trong nhà. Đối với này trường hợp, Cố Thanh Vân là không lo lắng, bởi vì hắn có một đôi có thể nói là thần trợ công cha nương a. Có thể là vì phòng ngừa nhị phòng bên kia đối bản thân đọc sách có ý kiến, Cố Đại Hà cùng Tiểu Trần Thị Thường Xuyên ở trong nhà nói ra một ít sau này Cố Thanh Vân đọc sách thành công sau báo đáp thế nào gia gia nãi nãi a, nhị thúc nhị thẩm a các loại lời nói còn thường xuyên đem cố bá sơn đối hắn khen ngợi ở trong nhà nói đi nói lại đối với này cái lão trần thị rất có hứng thú đối với khen ngợi bản thân ngoan tôn tử nàng luôn là không lưu dư lực hận không được từ đầu khen đến chân liền một sợi tóc đều không buông tha đương nhiên chỉ ở trong nhà nói ra nàng dẫu sao là tinh minh còn không chuẩn bị đi trong thôn bát quái cây to đón gió lớn chọc được đại gia đều sự chú ý đặt ở nhà mình trên người cộng thêm cố thanh vân bản thân cũng hiểu được làm người, hắn không đi mặt không biểu tình kia một bộ, ngược lại mặt mày vui vẻ đối xử với mọi người, với lại hắn trường được trắng nõn khả ái, miệng cũng ngọt, hàng năm đọc sách hung đúc ra văn nhã, vẫn là có thể lừa bịp người. Thời gian lâu ngày, thật giống như đại gia đều bị tẩy não, đối với cố thanh vân đọc sách ôm mong đợi cùng ủng hộ thái độ. Nếu không phải cố thanh vân bảo trì đầu óc lãnh tĩnh, biết cha nương thâm ý, Hắn thật vẫn cho là bản thân rất thông minh, đọc sách khảo tú tài là kiện rất dễ dàng chuyện ni. Cho nên, cho dù nhiều hai cái tiểu đường đệ sau, Cố Thanh Vân ở trong nhà địa vị vẫn là không có thay đổi, y nguyên ổn tọa Cố Quý Sơn cùng lão Trần thị trong lòng để nhất ngai vàng. Sau, ăn xong cơm tối, hắn ở trong sân bắt đầu tản bộ tiêu thực, tắm rửa trước sẽ còn làm hít đất, cho đến hắn bản thân cảm thấy mệt mỏi mới đình chỉ. Sau khi tắm, hắn cũng sẽ không lập tức đi ngủ ngược lại bắt đầu bối thư trước đêm hôm nay học tri thức lại lưng một lần không nhớ cũng trước không lật sách sau đó lại bắt đầu từ tam tự kinh bắt đầu cổng lên một mực lưng tới hôm nay học được tân nội dung đến bước này hắn liền có thể đốt đèn dầu lật sách nhìn đem bản thân vừa mới quên nội dung lại nhìn một lần sau đó tắt đèn bắt đầu sơ thông tóc càng là ở mùa đông thời điểm càng sẽ nhiều chải đầu bởi vì trên đầu mạch máu rất nhiều nhiều chải đầu có thể xúc tiến trao đổi chất tiêu trừ mệt nhọc cuối cùng hắn cuối cùng có thể nằm ở trên giường vì vậy liền đem vừa mới quên nội dung tâm lý đọc thầm một lần nếu như còn là không nhớ lời nói sẽ không lại thức dậy chỉ có thể chờ sáng sớm ngày mai loại này phương pháp đối với một ít trí nhớ tốt nhân mà nói là biện pháp ngốc nhưng cố thanh vân không có biện pháp mình không phải là cái loại đó thông minh nhân mà muốn trở thành nhân thượng nhân làm sao không chịu khổ một chút đối với cố thanh vân mà nói bảo dưỡng thân thể trọng yếu hơn chính là không cần luôn sinh khí, hắn thường xuyên mặt nở nụ cười, cùng người khác quan hệ giữa cũng sẽ khá hơn một chút, sinh ra mâu thuẫn cũng sẽ ít một chút, cứ như vậy, trong cuộc sống có thể lệnh hắn sinh khí chuyện liền càng ngày càng ít. Sinh khí đối tâm thần đều vô cùng không hảo, cho nên Cố Thanh Vân sẽ thường xuyên khuyên rằng bản thân gặp chuyện muốn nghĩ thông suốt, nhất là cổ kim bất đồng, thường xuyên sẽ gặp một ít ở hiện đại cảm thấy không giải thích được kỳ ba chuyện, bản thân muốn đạm định, nghĩ thông suốt, dựa theo địa phương tập quán tới. Ngoài ra, còn có một cái dưỡng sinh thủ đoạn nhỏ, đó chính là nhiều lau mặt. Hắn bình thường có cơ hội liền nhiều lau lau mặt, nghe nói như vậy có thể sử dụng bộ mặt càng có hoạt tính, hồng nhuận. Cộng thêm hắn nhà mặc dù không phải là có tiền nhân, nhưng vẫn là có thể ăn no, hắn còn ngày ngày có trứng gà có thể ăn, cách tam xoa ngủ, còn có thể ăn bữa thức ăn mặn, hoặc là cá tôm trong sông nhỏ và mương, hoặc là trên núi xui xẻo rơi vào cố đại hà cùng cố nhị hà đào trong bảy thú hoang, hoặc là tiện nghi đại cốt thang cùng nội tạng heo. Tóm lại, 6 năm thời gian, khiến thời gian đem hắn mài dũa thành một cái tóc đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận, cử chỉ văn nhã tiểu thiếu niên, ở trong thôn có nhất định nhân khí, ở trong nhà cũng có nhất định địa vị. Này 6 năm, cố gia cũng phát sinh rất biến hóa lớn. Một là tiền bạc tiêu phí tăng nhiều hắn đọc sách sau một năm ít nhất phải tiêu phí 3.4 lượng bạc, đây là hắn chỉ một tại đọc sách tiêu phí, không bao gồm trong cuộc sống ăn mặc ở đi lại. Chủ yếu là hắn 6 tuổi sau liền cần bắt đầu miêu hồng luyện tự, vì luyện thành một bút chữ tốt, hắn tại dùng nước trong luyện tập sau, cảm thấy được mình này chữ viết được hảo, mới bắt đầu chân chính trên giấy viết. Mặc dù như vậy tiêu phí trang giấy thiếu, nhưng tóm lại là phải hao phí, mà tờ giấy chi phí không thể nào là cố bá sơn giúp bọn họ ra, hắn mình còn có hai cái tôn tử muốn đọc sách ni. Cho nên số tiền này liền tiêu phí ở bút mực giấy nghiêng mực thượng, cho dù hắn nhiều lần tiết kiệm, vẫn là phải như vậy nhiều. Hai là nhân khẩu tăng nhiều, nhân khẩu thuế má cũng tăng nhiều, tiêu phí cũng đi theo tăng nhiều. Chương 10 Dưỡng gà Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bất quá có chi ra cũng có thu vào, cố gia tiền bạc cũng đi theo tăng nhiều. Mấy năm trước còn không rõ ràng, chờ Cố Thanh Vân 8 tuổi thời điểm, hắn cảm thấy được mình có nhất định sức thuyết phục, liền bắt đầu đi theo hắn cha đi trong huyện Thư Điếm, ở trong Thư Điếm xem miễn phí sách. Lúc trở lại, hắn thì sẽ giả mượn nông sách chi danh, ở trong nhà đem bản thân hiểu một chút nông nghiệp tri thức nói ra, thành không thành do các đại nhân quyết định, hắn không cưỡng cầu. Cố Thanh Vân nói phương pháp, một cái chính là trồng sen canh, cây bắp, ngọc mễ, trong đất có thể trồng sen canh đậu nành, bí ngô, dưa leo cùng đậu hà lan, tỏi có thể cùng khoai tây, cây cải dầu cùng nhau trồng sen canh, như vậy có thể đề cao sản lượng cùng cải thiện thổ nhưỡng. Những thứ này đều là hiện đại hắn đọc sách thời điểm học được tri thức, cộng thêm ở trong thôn nghe quen tai nhìn quen mắt, đến bây giờ còn nhớ được, liền hấp tấp nói đi ra. Vừa mới bắt đầu cố quý sơn còn cảm thấy hắn tại hồ nháo, loại cây bắp liền loại cây bắp, không nghe nói cùng đậu nành cùng nhau loại, hai cái cũng có thể đề cao sản lượng. Bất quá về sau Cố Thanh Vân nói mấy lần, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng không thấy lãng phí cái gì, vì vậy liền tính toán thử thi. Chủ yếu là cấp tôn tử một cái mặt mũi. Nếu như quan hệ đến hạt thóc lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kết quả một năm kia bắp ngô cùng đậu nành trúng mùa lớn, mỗi mẫu bắp ngô so năm trước đều nhiều hơn một hai chục cân, 8 mẫu ruộng cạn còn thu ngoài định mức đậu nành 200 hơn cân. Mặc dù nếu như bán đi lời nói chỉ có thể nhiều được 330.360 văn tiền thu vào, nhưng đối với nông gia mà nói, này đã có thể mỗi tháng ăn nhiều hai lần thịt. Từ đó về sau, cố gia cảm thấy để cho cố Thanh Vân đọc sách thật là quá sáng suốt. Cố Quý Sơn thấy tình huống như vậy, cứ nhạc điên điên chạy đi cùng cố Bá Sơn nói tới cái tình huống này, còn oán trách hắn làm sao không sớm một chút nói cho hắn làm ruộng còn có như vậy một cái phương pháp. Cố Bá Sơn cũng rất buồn rầu, hắn chưa bao giờ ra đồng, làm sao sẽ nhìn kia chút gì nông sắc. Dưới cơn nóng giận, ngày thứ hai hắn liền đem Cố Thanh Vân mang tới huyện thành, dò hỏi là nào mấy bản nông sách. Cố Thanh Vân quen cửa quen nẻo ở trên giá sách tìm ra, phím thắng chi thư, tề dân yếu thuật, Trần phu nông thư, Vương Trinh nông thư đây này bốn quyển sách cho hắn nhìn. Cố Bá Sơn vội vàng lấy ra lật rồi lật, nhìn một hồi thật lâu, còn là buông tha, lắc đầu cười khổ nói: Ai, đại gia gia đối những thứ này thật sự là... Cố Thanh Vân quét miệng cười một tiếng, cầm ra một bản càng dày nông sách, cười nói: Đại gia gia, đây vốn là tiền triều ra, nội dung rất toàn diện, ta nói nội dung bên trong liền có. Cố Bá Sơn tiếp sang đây xem nhìn, có chừng dày ba đốt ngón tay sách vỡ trọng lượng rất đầy đủ, nhìn giá cả một chút còn không bằng không nhìn đi. Hai người cuối cùng vẫn là không có mua, mặc dù biết sách này đối nông nghiệp hữu dụng, có thể giá cả thật sự là cảm động lòng người, không nỡ bỏ A. À. cuối cùng, cố bá sơn cấp cố thanh vân mua một đao, một trăm trương, giấy, bản thân cũng mua hai đao. Khác một cái nhiều hơn thu vào chính là bán ra gà và trứng gà thu vào. Cố Thanh Vân cũng không phải là cái loại đó chỉ lo đọc sách, những chuyện khác đều bất kể nhân hắn mỗi ngày tổng hội rút ra nhất định thời gian uy gà cấp gà tìm thức ăn quét dọn chuồng gà các loại trên căn bản chỉ cần là có liên quan gà đều là hắn đang làm từ từ người trong nhà liền ngầm thừa nhận gà là hắn đang quản vừa mới bắt đầu cố quý sơn cùng lão trần thị còn không khiến hắn làm việc nhưng trải qua hắn khuyên sau liền ngầm thừa nhận cứ như vậy nhị thúc cùng nhị thẩm đối hắn ý kiến cũng không có gì đại Cố Thanh Vân cảm thấy hiện giai đoạn còn là đoàn kết trọng yếu nhất, trong nhà sức lao động thiếu, 10 mẫu ruộng nước 8 mẫu ruộng cạn, ba cái nam tính sức lao động đặt ở bình thường còn có thể miễn cưỡng, ngày mùa thời tiết cũng không hành, căn bản là làm không qua tới, còn phải trong nhà nữ nhân đi giúp đỡ. Cho nên lúc này không thể phân gia, đại gia có sức lực hướng một nơi sử dụng mới hành. Lời nói rằng từ khi Cố Thanh Vân 4 tuổi bắt đầu uy gà sau, hắn vẫn rất chú ý tổng kết dưỡng gà kinh nghiệm vừa mới bắt đầu nhà bọn họ chỉ có 7 con gà mái hai con gà trống, từ từ, mỗi đương gà mái muốn ấp trứng thời điểm, hắn thì sẽ khiếp nó ấp. Vì vậy, bất tri bất giác, trong nhà gà càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Vân liền khiến Cố Đại Hà chuyên môn dạy một gian gà phòng. Tài liêu không cần nhiều hảo, chính là có chỗ che gió che mưa. Lúc này, hắn phóng hảo sách vở sau, không có quấy rầy chính tại dệt vải đại nha, trực tiếp hướng hậu viện gà phòng đi tới. Năm nay hắn gà nhà số lượng đạt tới 52 con, trong đó liền có 48 con là gà mái, có thể đẻ trứng có 35 con. Gà phòng xây ở hậu viện rừng trúc chỗ, chuyên môn dùng hàng rào tre tường vây lại, khiến gà có cái hoạt động địa phương, cũng có thể đến cây trúc cùng cẩu kỹ, cây hoa kim ngân bên dưới tìm ăn. Lúc này vấn đề sẽ tới, những mùa khác còn hảo, còn nhiều là đồ vật có thể ăn, mùa đông gà thức ăn liền ít đi, vì thế, Cố Thanh Vân cuối cùng hạ định quyết tâm dưỡng con dung, cho nên vừa mới bắt đầu không thành công, nhưng về sau từ từ tổng kết kinh nghiệm, nửa năm sau liền dưỡng thành. Cứ như vậy, gà không thiếu hụt thức ăn, bọn họ nơi này chỗ Nam Phương, mùa đông mặc dù rất ướt lạnh, sau đó điểm mong mỏng tuyết, nhưng trên núi vẫn là tràn đầy vẻ xanh biếc, cộng thêm đặc ý bảo tồn xuống gốc dây khoai lang khô, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó đi qua. Đi tới gà phòng liền thấy nhị nha đang quét phân gà, Nàng năm nay đã 12 tuổi, chính là thân thể lớn lên thời điểm, vóc người phi thường thon thả, chẳng qua là bị phơi đen gương mặt là tròn tròn, nàng có một đôi sáng người mắt to, cả người khí chất nhưng mà xem ra phi thường trầm tĩnh. "Nhị tỷ, ngươi chờ ta tới lại quét cũng không hành sao?" Bản thân một cá nhân muốn làm bao lâu a? À? Cố Thanh Vân oán giận nói, mặc dù ngữ khí cấp thiết, nhịp bước còn là không nhanh không chậm. Đây là Cố Bá Sơn dạy hắn phải bảo trì cơ bản nhất phong độ dẫu sao một người thư sinh không khả năng cùng bách tính như nhau cấp thiết ngay cả bậc mang theo nhảy co cẳng chạy như điên cái này cũng không phải là diễn kịch truyền hình một cái vốn là phong độ nhanh nhẹn thư sinh đột nhiên ở trên đường chính dùng sức mà lắc lắc cây quạt kêu to ôi chao ta ở này ni hoặc là trực tiếp ở trên đường bắt lại nhân gia nữ hài tử tay liều mạng lay động ở thời đại này ngươi thử thi Cố Thanh Vân đối những thứ này cũng không biết, đương nhiên là cố Bá Sơn làm sao giáo, hắn học thế đó. Ta làm liền có thể, vừa làm xong cơm nước có thời gian. Nhị Nha lau lau mồ hôi, hé miệng cười cười, người đọc sách đều như vậy khổ cực, ta ở nhà có thời gian, có thể làm nhiều điểm. Bởi vì gà quá nhiều, vì bảo trì sạch sẽ, bọn họ một ngày quét ba lần phân gà. Cha Nương cùng Gia Gia nãi nãi bọn họ còn chưa có trở lại cố thanh vân nói sang chuyện khác biết nói bất động này cái cần mẫn nhị nha vẫn còn ở trong ruộng ni hôm nay thái dương không lớn bọn họ đoán chừng là tưởng nhiều làm chút chuẩn bị muốn cắm mạ nhị thúc hôm nay cùng nhị thẩm trở về nhà mẹ đẻ trong nhà nhân thủ không đủ nhị nha ngắm nhìn trời nhị thẩm tứ ca sinh một nhi tử hôm nay đầy tháng đem nhị thẩm cả nhà bọn họ mời trở về cố thanh vân gật gật đầu nghe nhị thẩm tối hôm qua nhắc tới vốn là nãy nãy cũng phải đi, nhưng là bây giờ là đất canh tác thời điểm, quan hệ đến một cái quý thu hoạch, cũng chỉ khiến nhị thẩm cả nhà bọn họ đi. Bây giờ là mùa xuân, những thứ này gà như thế nào? Có hay không phát gà ôm? Hai người hợp lực đem phân gà quét tiếng nhà vệ sinh hố phân, đắp lên nắp sau, cố thanh vân mới dám hô hấp. Cái mùi vị kia. Không biết có thể hay không đem một con voi sông choáng váng. Không có, ta nhìn kỹ, gà đều rất mạnh khỏe nhị nha rất là mừng rỡ cố thanh vân cũng thật cao hứng dưỡng gà không sợ nhiều sợ nhất chính là ôn dịch bằng không trong thôn nhân đều biết trứng gà có thể bán đi tại sao không nhiều dưỡng một chút vì phòng ngừa ôn dịch cố thanh vân vắt hết ốc hồi tưởng lại kiếp trước xuống thôn quê lúc đi xem nhân gia dưỡng gà đại hộ cách làm cuối cùng tổng kết mấy cái kinh nghiệm cũng từng cái thực hành gà ôn chủ yếu nhất là phòng dịch ở Đông Xuân dễ dàng phát sinh gà ôm mùa, Cố Thanh Vân rất chú ý khử độc vệ sinh. Khử độc là không thể nào làm được, giấm giá thành quá cao, chỉ có thể yêu cầu nhân viên không quan hệ không được tùy tiện ra vào chăn nuôi tràng, để ngừa mang theo vào bệnh khuẩn. Mà nhân viên không quan hệ cũng bao gồm bản thân người nhà. Như vậy nhiều gà không thể nào là hắn một cái dưỡng, hắn tốt nhất người giúp chính là tuổi tác còn tiểu nhị nha. Đại nha phải làm việc nhà, học châm tuyến cùng dệt vải nhị nha niên kỹ ít hơn có thể làm việc thiếu cho nên cố thanh vân trước kia rất sớm liền đem nàng mang theo bên người ở hắn làm việc thời điểm cũng yêu cầu nàng cùng nhau làm một cái là bởi vì cố thanh vân vốn là đối những thứ này cũng không quá cảm thấy hứng thú nếu không phải vì kiếm tiền hắn thật tưởng lẳng lặng đọc sách thật là sớm ngày thi đậu công danh hay là có nhân giúp đỡ lời nói hắn sẽ thoải mái một chút cho nên hắn liền lựa chọn nhị nha trừ không khiến nhân tiếp xúc bên ngoài, còn muốn uy gà ăn một chút dược, chủ yếu đưa đến dự phòng tác dụng. Bắt đầu uy dược đi. Cố Thanh Vân sau khi nói xong, liền cùng nhị nha cùng nhau đem trong sân hái tiên nhân trưởng đập nát như bùn, sau đó cấp gà uy đi xuống. Trừ tiên nhân trưởng bên ngoài, bọn họ còn uy bạc hà, gừng, tỏi vân vân, những thứ này đều là không tiêu tiền, lấy tài liệu dễ dàng. Liền như vậy mỗi ngày hai lần, liền uy hai ngày tới ba ngày. Đây chính là đối với gà ôn phòng dịch công tác, cũng không biết có không có hiệu quả. Dù sao từ khi bọn họ làm sao, gà ôn phát sinh tỷ lệ so trong thôn nhà người khác đều thấp rất nhiều. Với lại một khi hàng xóm láng giềng bày gà phát sinh gà ôn, bọn họ liền lập tức xin miễn phát sinh gà ôn hàng xóm sang đây xem, để tránh đem nhà mình bày gà truyền nhiễm thượng. Nếu như là nhà mình bày gà phát sinh gà ôn, liền lập tức tiến hành cách ly bệnh chết gà hắn cùng nhị nha đều sẽ tiến hành chôn sâu hoặc thiêu hủy xử lý kiên quyết không ăn cho dù người nhà rất không nỡ bỏ có thể đại gia đều sợ bản thân nhiễm thượng bệnh như vậy lời nói tiêu phí tiền bạc thì càng nhiều trừ cái này ra chuồng gà lồng gà cập tự uống cụ chờ đều biết dùng đun sôi nước sôi cọ rửa sạch sẽ sau đó đặt ở thái dương bên dưới phơi khô hoặc là dứt khoát liền thay mới như vậy thi thố xuống nhà bọn họ gà mới có thể càng ngày càng nhiều Quy hoàng dược sau, Cố Thanh Vân cùng Nhị Nha đều thở vào nhẹ nhõm, dược đã ăn đến ngày thứ ba, xem ra năm nay có thể sẽ không phát bệnh. Hôm nay gà hạ 20 cái trứng gà. Nhị Nha chỉ chỉ giỏ nói, ngữ khí thật cao hứng, bây giờ khí trời từ từ ấm áp, sau này trứng gà sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng có thể bắt đầu ướp trứng gà. Mùa xuân, trứng gà được mùa, chính là ướp trứng muối thời cơ tốt nhất. Vừa mới bắt đầu trứng gà nhiều, cố gia nhân đều rất cao hứng, trừ cố Thanh Vân có thể một ngày hai cái bên ngoài, người khác cũng có thể cách tam xoa ngủ ăn một chén rau hẹ xào trứng gà. Nhưng là đương bày gà thượng 20 con sau, mỗi ngày trứng gà càng ngày càng nhiều, bản thân ăn không nở bỏ, bán chứ. Ở chợ thượng ngồi sổ một ngày đều bán không xong, còn muốn lãng phí một cái sức lao động. Vừa mới bắt đầu Cố Thanh Vân còn ra chủ ý đến huyện thành Tửu lầu đi bán, có thể nhân gia tửu lầu đều có bản thân nhập hàng con đường căn bản không cần ngươi cuối cùng thật vất vả tìm được một nhà muốn còn không có cao hứng ni liền phát hiện chủ tiệm đem giá cả đè rất thấp ba cái mới một văn tiền phải biết ở trong chợ bán một cái trứng gà có thể bán một văn tiền ni cứ như vậy cũng không có huê lợi dẫu sao từ trong thôn đến huyện thành mặc dù chỉ cần đi bộ nửa canh giờ thế nhưng đường đều là ở trong núi xuyên qua rất eo hẹp trứng gà cho dù có rơm rạ đệm trước cũng có chút bị dập phá nếu như từ trấn trên đi tới huyện thành liền yêu cầu một cái canh giờ nói cho cùng còn là cảm thấy giá cả quá thấp